Thế giới hoàn mỹ tập 241 cưới vân hì thuyết mình tại kênh youtube Di các phim Chúc các bạn xem video vui vẻ Đều ở bên trong cấm địa sinh mệnh Sinh linh của tiên vực không hiểu Nếu như sống sót thì tại sao không thể về cố thổ Rất nhiều người trong số bọn họ đều không biết những cấm địa của thế giới này Nhưng Cao thủ của giới này lại khác Bọn họ biết rõ cấm khu đáng sợ tới cỡ nào Mạnh như bọn họ ví như hai lão già của thánh viện cùng tiên viện dù cho đã tới cảnh giới trí tôn thì cũng không dám đặt chân vào cấm khu sinh mệnh trên cửu thiên sinh linh bên trong cấm khu lại có lai lịch cỡ này một vị giáo chủ có bối phận cực cao của ba ngàn châu thở dài tới hôm nay hắn mới hiểu rõ trên thế gian này cũng chỉ có một nhóm cực nhỏ mới biết bên trong cấm khu là người như thế nào ví như thế gia trường sinh ví như hoàng triều bất diệt trường tồn cùng thế gian sống sót vì sao không thể về tiên vực một vị đầu lĩnh của tiên vực hỏi nếu như còn sống khỏe mạnh ở nhân gian thì sao lại không trở về tiên vực? Bọn họ cũng chỉ vừa mới tới mà đã không muốn ở lại rồi. Thế giới phía này quá cằn cỗi, quy tắc đại đạo không hoàn chỉnh, không thích hợp cho tu hành, còn lâu mới có thể so sánh được với tiên vực. Bởi vì, cánh cửa của tiên vực đã đóng kín với bọn họ. Lời nói của đại thống lĩnh hơi run đồng thời nắm chặt nắm đấm, ngày sau bọn họ cũng không có tư cách để trở lại nữa rồi. Cái gì? Lại đóng kín với người của mình? Những người khác không tin quanh năm chiến đấu với sinh linh hắc ám dần dần chúng ta sẽ nhiễm phải khí tức không rõ không cách nào trừ bỏ tận gốc tiền vực không cho phép bất kỳ tu sĩ nào mang theo loại vật chất kia tiến vào trong mấy lời này của đại tu sĩ khiến người nơi đây như rơi vào trong hầm băng lạnh toát cả người mỗi một người đều ngây ngần không thể nói dù chỉ một chữ tin tức này quá tệ có quê hương nhưng lại không thể trở về bằng với việc bọn họ đã bị vứt bỏ mà hiện tại Bọn họ cần phải đi liều mạng thế nhưng sau đó lại nhận được cái kết như thế. Thứ bọn họ nhận được chính là bị trục xuất vĩnh viễn. Dù cho không có chết trận thì sống cũng vô dụng, vì tiên vừa ghét bỏ, vĩnh viễn bị vứt lại ở thế giới này. Những vị tiền bối kia chắc đau lòng lắm, có người nắm chặt nắm đấm, mà bọn họ cũng sẽ bước lên con đường này, chôn xương ở tha hương. Chúng ta cũng chỉ có thể mở nên cấm khu và lưu thủ ở một giới này, có người không cam lòng, ánh mắt đầy đáng sợ. Hừ, ngươi nghĩ nhiều rồi đó dựa vào chúng ta mà cũng đủ khả năng mở nên cấm khu à đại thống lĩnh cười cợt đầy cô dơn và cay đắng nói những vị tiền bối có thể mở nên cấm khu đều là những tiền bối đại năng có pháp lực tuyệt thế từng đối đầu chém giết với cường giả tuyệt đỉnh của hắc ám người ta có thể bằng được không a à, những người khác kinh ngạc sợ hãi vẻ mà từng người xám xịt không thể mở nên cấm khu à rất nhanh thì bọn họ biết được từ các đời tới nay những đại nhân vật đã chết của tiên vực cũng chưa chắc đã chết toàn bộ mà là ở bên trong cấm khu thân phận và thực lực của cấp độ đó cũng không phải là bọn họ có thể so sánh được. Yên tâm đi, giới ta chắc chắn sẽ còn phía ra cao thủ tuyệt thế. Tới thời điểm đó nếu chúng ta may mắn còn sống thì có thể đi cùng hán tiến vào cấm khu. Đại thống linh nói, chỉ là lời nói đầy cay đắng. Người nghĩ nhiều rồi, ông lão gia bọc xương nhìn về đại thống lĩnh rồi nói, ánh mắt lão thăm thẳm lấp lành ánh sáng kỳ dị. Chúng ta dựa vào đâu để liều mạng, trả giá như vậy có đáng hay không? Có người tức giận, bọn họ đi ra từ tiên vực thế, nhưng giờ lại gặp phải kết quả như vậy. Bên ngoài cơ thể của ông lão này tựa như chỉ có mỗi làn da hiện lên ánh vàng, lão lạnh lùng nhìn mấy người, nói, dòng dõi của các ngươi, người thân của các ngươi, trước khi các người rời đi thì đều đã nhận được những sự quan tâm tốt nhất, sẽ bái nhập vào bên trong một ít đạo thống vô cùng mạnh mẽ, cái giá mà các ngươi phải trả rất đáng. Lão chỉ nói một đoạn như vậy thế, nhưng đã khiến cho vài tên đầu lĩnh an tâm hơn. Đây được gọi là báo đáp, và cũng là uy hiếp. Hiện giờ, dòng dõi người thân của bọn họ đều ở tiên vực đều nhận được những tài nguyên truyền thừa cao cấp nhất ngày sau sẽ có thành tựu không hề nhỏ nếu như bọn họ làm trái với ý chí của tiên vực vậy thì sẽ xem như là kẻ phản bội tới lúc đó đời sau của bọn họ sẽ nhận phải những trừng phạt gì si. hai ông lão của thánh viện cùng tiên viện cũng ở đây là đầu lĩnh bên phía cửu thiên thập điện này cá biệt cũng có tộc trưởng của gia tộc trường sinh cũng có tư cách ở lại đây và lúc này ai ai cũng kiêng kỵ và nhíu chặt lông mày thế nhưng không dám phát biểu gì cả. Chuyện nơi đây có thể thảo luận đôi chút thế nhưng tuyệt không thể nói lung tung truyền ra ngoài. Ông lão như bộ xương khô nói. Mọi người đều cảm thấy lạnh toát cả người, yên lặng gật đầu. Ông lão này tuyệt đối là chân tiên hơn nữa thực lực cũng không hề yếu. Dù cho là đại thống lĩnh cũng phải cúi đầu thì đã có thể thấy được thân phận cặp bao nhiêu rồi. Vẫn chưa đánh giết được sinh linh hắc ám vừa mới trở thành thủ lĩnh kia. Ông lão hỏi, cả người lão lấp lánh ánh vàng nhảy lên một cái chân dẫm tiên vụ lao vút giữa trời cao nhìn xuống vùng đất hắc ám bên dưới nơi đó lão giáo chủ của kim cương môn với đầu tóc bù xù càng ngày càng mạnh không ngừng gào thét hắn lại nuốt trưởng thêm máu hắc ám của những thú vương khác hắn không có rời khỏi khu vực hắc ám chẳng lẽ chúng ta sẽ phải xông vào ư một vị đầu lĩnh hỏi nghĩ biện pháp giết chết ông lão dặn dò thạch hạo đứng cách rất xa cũng đang quan sát lão giáo chủ của kim cương môn này đang khuếch đại phạm vi hoạt động của mình không ngừng xông về phía bên bọn họ, không ngừng làm thịt những vương hắc ám vừa mới tiến hóa. Biến thái, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ trở thành trí tôn ư, thạch hạo nhíu mày. Hắn biết rõ, tên này khác với tất cả, đã từng được chiếc dương với hào quang chín màu tuyển chọn, bồng bềnh bên trên đỉnh đầu. Quả nhiên, sinh vật kia đang hướng về châu này với động tĩnh quá lớn, những nơi đi qua vật chất hắc ám sụp sôi, hàng loạt sinh linh hoảng sợ chạy trốn. Hắn không ngừng đánh giết ven đường đi, phàm là những sinh vật hắc ám có thực lực mạnh mẽ thì đều chết trong tay hắn đều bị nuốt chửng và hắn đáng tiến bước trở nên mạnh mẽ chuẩn bị lên trí tôn rồi thạch hạo hít vào ngụm khí lạnh và cảm thấy khiếp sợ tốc độ tu luyện của hắn nhanh biết chừng nào thế nhưng nếu so sánh với con sinh vật này vậy thì chậm như sên bò không hề bình thường chút nào ngay như thạch hạo cũng phải ghen ghét đố kỵ cứ như vậy là có thể đăng lâm lên đỉnh cao của tu sĩ ư nhưng rất nhanh sau đó hắn bình tĩnh trở lại nội tâm dần dần ổn định hắn tin chắc hết thảy chuyện trên thế gian đều cân bằng, có được thì mới có mất, có mất thì mới có được. Loại tốc độ tu hành không bình thường này hơn phân nửa sẽ có mầm tai họa đi kèm nào đó, thậm chí về sau nói không chừng sẽ thành không cũng nên. Giết hắn, con sinh vật này không tầm thường đâu, có thể con đường tiến hóa sẽ khác biệt, không bị pháp chỉ hắc ám giam cầm và dần già sẽ trở thành du là thứ hai đó. Ông lão của tiên vực đã không cách nào bình tĩnh được nữa, nghiêm khắc dặn dò đại thống lĩnh. Thật sự phải đây mình vào trong nguy hiểm, tiến vào trong hắc ám ư có người cẩn thận hỏi tác chiến với sinh vật hắc ám thì sớm muộn gì cũng sẽ phải tiếp xúc thôi phòng ngừa cũng không được ông lão nói xoẹt một vệt thần quang chém lướt trời cao một vị cường giả của tiên vực xuất thủ tu vi của hán thâm hậu đạo nhanh nhiều năm nhanh chóng tiến vào trong khu vực hắc ám tiên vực xuất binh tuy rằng tới rất nhiều nhân mã thế nhưng cũng chỉ có một vài người thành tiên mà thôi không thể toàn bộ đều là nhân vật cấp bậc này được mặc dù là tiên vực thì người chân chính thành tiên cũng rất ít gào tiếng gào vang trời lão giáo chủ của kim cương môn với con người đáng sợ tựa như đèn bạc bóng cháy hắn không hề lui tránh mà lao nhanh tới đón đánh cường địch vật chất hắc ám bùng phát nên những gợn sóng khiến thân thể của tu sĩ tiên vực chấn động thực lực của hắn rất mạnh thế nhưng khi đối mặt với vật chất hắc ám thì cực kỳ bị động bên trong đại dương màu đen kia thì pháp lực đều bị làm tan rã bị an mòn tình huống rất nguy cấp nên hắn cần tốc chiến tốc thắng phụt cuối cùng kết quả nằm ngoài dự liệu của mọi người hai cường giả va chạm và thân thể của lão giáo chủ kim cương môn phát ra ánh vàng óng ánh đào thương bất nhập kim cương bất hoại mà tu sĩ của tiên vực lại bị xé rách thân thể hóa thành hai nửa máu tươi dâng trào kim cương bất hoại độ cứng rắn của thân thể đó khó mà tin được người bình thường không thể đối phó được đại thống lĩnh nhíu mày lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà ông lão tóc tai bù xù kia đã tiến hóa tới bước này rồi nếu như cứ để hắn trưởng thành thì ngày sau chắc chắn sẽ là tai họa lớn để ta nhưng lúc này xa xa có một vị cường già được tiên khí lượn lờ lao tới hắn còn chưa thành tiên thế nhưng cũng là cao thủ cảnh giới trí tôn ầm tiên khí hộ thể mơ hồ có thể ngăn chặn lại sự ăn mòn của vật chất hắc ám chỉ có tu sĩ sở hữu tiên khí nồng đậm thì mới có thể chống chọi lại sự ăn mòn của hắc ám ông lão gia bọc xương kia nói lão giáo chủ của kim cương môn tuy mạnh nhưng hiện tại vẫn chưa phải là đối thủ của tu sĩ cảnh giới trí tôn vừa mới va chạm liền ho ra ngụm máu đen thân thể bay ngược ra sau hư nhưng lúc này sâu trong hắc ám đột nhiên có một móng vuốt lớn che kín bầu trời và lao tới phụ cận bụp vị cường giả của tiên vực kia bị nắm thành thịt nát hiện trường yên lặng như tờ tất cả mọi người đều chết kiếp tồn tại hắc ám chân chính ở phía sau đã xuất hiện rất nhanh lúc này đại thống lĩnh biến sắc mặt lẽ nào vừa mới bắt đầu mà đã phải quyết chiến sống chết rồi phiền phức lớn rồi ta dám khẳng định tên khốn kim cương môn kia đã được tuyển chọn thành hạt giống hắc ám nhất định phải giết chết ta cũng không muốn hắn trở thành du đà thứ hai lúc này ông lão gia bọc xương tất nhiên sẽ xuất thủ hướng thẳng vào trong khu vực hắc ám lão nhìn chằm chằm vào móng vuốt lớn vẫn chưa rút đi kia rồi lại nhìn về phía lão giáo chủ của kim cương môn từng bước đi lại gần tất cả mọi người đều ngây ngần mới bao nhiêu ngày mà đã phải ngã bài với nhau rồi muốn tiến hành cuộc đại quyết chiến ư lão nhân gầy trơ xương tiến về trước phòng qua long mạch và xông thẳng vào địa phận hắc ám bên ngoài cơ thể hắn lượn lờ tiên khí lưu chuyển hào quang mịt mờ vốn bên ngoài cơ thể khô gầy đó là bộ da vàng hiện tại lại càng vàng óng hơn chỉ là hiện giờ có chút kỳ dị rõ ràng có tiên khí thần thánh vờn quanh thế nhưng lại giống như là bộ xương khô vàng óng hắc họa lại hiện lão phu hàng yêu trừ ma chuyên tới đây để trị người ông lão nói xoẹt tốc độ của lão cực nhanh xông thẳng vào trong bóng tối cả người bùng phát ánh sáng xua tan khói đen khiến khu vực xung quanh trở nên sáng rõ lão vung cánh tay vàng khẻ phát ra kim quang ép nổ hư không chụp thẳng về phía lão giá chủ của kim cương môn gào lão giáo chủ của kim cương môn với đầu tóc bù xù khóe miệng mang theo dòng máu tươi con mắt tựa như hai vầng thái dương màu bạc đè óng ánh hắn cảm nhận được sự nguy hiểm nên không có đón đỡ mà xoay người tránh né thế nhưng chỉ trong chớp mắt cuối cùng đó thì nơi khóe mượn lộ ra vẻ cười lạnh lẽo khiến người run sợ ánh mắt của hắn vô cùng độc ác tựa như đã nhớ kỹ ông lão của tiên vực này sau đó là trốn sâu vào trong bóng tối chạy đi đâu tu vi của ông lão mạnh khủng khiếp giơ tay là có thể bắt lấy nhật nguyệt đầy dễ dàng muốn sát sinh thì tất nhiên dễ như trở bàn tay nhưng trong hắc ám trượt có một thú chảo to lớn che kín bầu trời khủng khiếp vô biên lao ra trong lúc nó lao ra thì đại địa sụp nứt hư không dạn vỡ hố đen xuất hiện cảnh tượng đầy đáng sợ đây chính là sinh linh núp sau bão táp hắc ám này bọn họ mới chính là khởi nguồn của cuộc tai nạn này hiện giờ có một cường giả tự mình động thủ ầm hai bên giao thủ hư không nổ tung vật chất hắc ám sụp sôi mãnh liệt đồng thời tiên khí cũng điên cuồng cuộn trào đan sen trùng kích hình thành nên về sóng to lớn đây chính là sự va chạm của quy tắc là quyết đấu của trật tự các loại âm thanh hình ảnh tựa như tới từ ngàn tỷ năm trước, phảng phất như mang theo sức mạnh năm tháng. Cuộc chiến đấu của tầng thứ này không tài nào tưởng tượng ra được, ai cũng không nghĩ tới, cuộc tai nạn hắc ám này mới chỉ diễn ra vài ngày mà đã có cao tầng xuất kích và đối kháng như vậy rồi. Vù! Gió mạnh hình thành cắt lề trời cao, những ngọn núi khổng lồ trên mặt đất tựa như là tờ giấy trắng đầy mỏng manh hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Đây chính là những gợn sóng do sức mạnh quy tắc lan tràn khi hai bên đối kháng nhau, chỉ như vậy mà đã tạo nên cảnh tượng khủng khiếp như vậy rồi. Trình độ thao túng của bọn họ vô cùng tốt, gần như không có lan tràn ra ngoài sức mạnh điên cuồng nào cả, tất cả đều cuộn xoay bên trong tràng vượt giữa chiến trường và được thu lại bên trong hai bàn tay lớn. Hình ảnh đó rất kinh người, thú chảo to lớn đen thui tựa như của bò sát lại như ma cầm, quái lạ và dữ tợn mang theo những chiếc vải đen lóng lánh. Cơ bản không biết là thuộc về sinh vật nào, hiện giờ đang hóa lớn đè ép thiên địa, kích thước sợ còn hơn cả ngôi sao mà bàn tay khô gầy của ông lão tỏa ra ánh vàng sớm đã biến lớn bao trùm cả thương vũ nâng lên thú trào và hai bên trào dâng gợn sóng đại đạo không ngừng trùng kích lẫn nhau đây chính là trận quyết đấu đầu tiên giữa chân tiên với sinh vật hắc ám tiên vực chẳng chút tiến bộ gì cả vẫn luôn đúng quy đúng củ bị thua là chuyện sớm muộn mà thôi đúng lúc này trượt có âm thanh khàn khàn mang theo vẻ lạnh giá cùng với tàn nhẫn tới đáng sợ vang lên tựa như là một lão quỷ vạn năm đang gào khóc âm thanh chói tai khó nghe đó là do sinh vật hắc ám phát ra móng vuốt lớn run lên hình thành nên một luồng xoắn ốc đen ngòm đầy khủng khiếp tựa như cối say thịt đánh thẳng về phía bàn tay của ông lão tiên vực phụt cánh tay của ông lão tiên vực nổ tung máu tươi tung bay mang theo tiên quang mỗi một giọt đều có thể diệt cả một chòm sao ẩn chứa sức mạnh chân tiên nhưng mà lão rất mạnh thế nhưng vẫn bị thương một cánh tay đã bị phế ngay tại chỗ bị một luồng quy tắc kỳ lạ nào đó ăn mòn ánh sáng hắc ám mãnh liệt muốn chen vào trong thể nội lão thắng quá dễ dàng lời nói tàn nhẫn từ trong hắc ám chuyển ra cay nhiệt vô tình bên phía long mạch trong lòng tất cả mọi người rất nặng nề trong thân tâm vô cùng chấn động ông lão này có bối phận cực cao tu luyện chính là đại pháp kim bình ngân cốt nên thân thể mạnh mẽ không gì sánh được thế nhưng lúc này lại bị phế đi một tay vậy đối thủ phải khủng khiếp tới cỡ nào chứ nhân mã tới từ các gia tộc trường sinh thuộc cửu thiên thập địa đều trầm mặc ngay cả cao thủ của tiên vực cũng không thể ngăn cản nổi thì bọn họ làm sao có thể chứ tới hiện tại bọn họ không có đường lui nữa trừ phi có thể tiến vào tiên vực nếu không ở lại đều sẽ chết khà khà già rồi tinh lực không tốt sơ sẩy và bất cẩn rồi da vàng phát sáng ông lão của tiên vực ho khan khóe miệng rỉ máu lão lảo đảo thối lui thế nhưng cánh tay bị phế kia từ từ tái sinh gây dựng lại xương máu tràn ngập tỏa ra sinh cơ mạnh mẽ đồng thời giữa trời đang có mấy ngôi sao sáng rực những người nơi đây giật nảy mình bởi vì khi mở ra thiên nhãn thì thấy chúng đang bốc cháy và tinh khí dâng trào giây lát sau những ngôi sao đó mở ảo và đốt cháy thành cho bụi và tinh hoa của các ngôi sao này từ vực ngoại hóa thành các chùm sáng tiến vào trong thể nội của lão giả lão đốt cháy ngôi sao rút lấy tinh khí để tái sinh lại tay cụt thủ đoạn này có chút kinh người trong lúc này cuộc chiến vẫn chưa hề đình chỉ bởi vì trên người ông lão đang tỏa ra kim quang vô số gợn sáng khoách tán tựa như sóng biển ngăn cản thú chảo kia trên thực tế, khi thú chảo vung lên thì trời long đất lở và không ngừng ép xuống, muốn thừa cơ hội này để đánh giết ông lão. Gào! Đột nhiên từ phương xa truyền tới tiếng giống lớn, lão giáo chủ của kim cương môn sữ người lại rồi cúi đầu. Còn người màu bạc mở to nhìn nơi ngực của mình, nơi đó có một luồng tiên quang đâm ra và căn nát trái tim của hắn. Phụt! Tiếp đó, thân thể của hắn nổ tung, dòng máu đen tung tóe, hải cốt bắn bốn phương tám hướng. Luồng tiên quang kia là do một chút huyết dịch ngưng tụ thành đó chính là tơ máu khi cánh tay của ông lão nổ tung lúc hắn tái tạo lại cánh tay thì cũng không phải toàn bộ xương máu đều chạy ngược về mà có một phần thấm vào trong lòng đất và nhanh chóng đuổi theo lão giáo chủ của kim cương môn hạt giống hắc ám bị giết chết rồi rất nhiều người bên phía long mạch giật mình rồi hò hét đây chính là thắng lợi của ông lão kia lão đi tới là để giết chết kẻ này phòng ngừa hắn lại trở thành du đạt thứ hai bởi vì tốc độ tiến hóa của hắn quá khủng khiếp tựa như không hề có hạn mức tối đa vậy không hề nghĩ tới lại thuận lợi như thế hạt sống hắc ám đã bị tru diệt à, a sa vàng phát sáng xương bạc lấp lánh ông lão cười khẩy một tiếng rồi sức chiến đấu tăng vọt đối kích với thú chảo màu đen kia hả bỗng nhiên tất cả mọi người đều thất kinh bởi vì dòng máu màu đen của lão giáo chủ kim cương môn đang dục dịch chứ không hề bị dập tắt cuối cùng tụ lại với nhau và hóa thành hình người cái gì rất nhiều người đều giật mình nên biết dù gì cũng là do tiên huyết đánh gục và nổ tung, làm sao có khả năng sẽ thức tỉnh lại chứ? Hắn chưa từng đạt tới lĩnh vực tiên đạo, vẫn là phàm thể, một giọt tiên huyết cũng đủ chém bay nhật người tinh thần. Có thể tiêu diệt tất cả, vậy mà hắn lại có thể sống sót. Không hề hợp với lẽ thường. Khiến người thất vọng rồi, hạt sống hắc ám là bất diệt, hắn nhất định sẽ trưởng thành thôi. Sâu trong hắc ám chuyển tới âm thanh trầm thấp, đồng thời sự công kích của thú trào càng thêm mãnh liệt. Cùng lúc đó lão giáo chủ của kim cương môn đã thức tỉnh toàn bộ xương cốt tái tạo chân tay mọc ra đồng thời một luồng gợn sóng khủng khiếp khuếch tán hắn gào thét như phát điên thân hình nhanh chóng hóa lớn trở thành một người khổng lồ trời ơi trí tôn hóa pháp thể lột xác hắn muốn tăng cấp ư mọi người đều ngây dại tốc độ tiến hóa này khiến người khác không tài nào tiếp thu được hơi nhanh rồi đó lùi về trong hắc ám chợt có người lên tiếng đồng thời một chiếc móng vuốt ép tới khiến hắn thù nhỏ lại tinh khí bàng bạc nội liễm có thể thấy được bên trong thân thể đã hóa thành chiều cao người bình người kia có dòng máu màu đen cực kỳ dồi dào đang không ngừng tích lũy để ngày sau đột phá càng mạnh mẽ hơn trong hắc ám chợt có một vệt lưu quang nhỏ bé nhanh chóng trốn xa đố là một vệt tiên huyết quấn theo không ít máu hắc ám thú trảo cùng quyết đầu với ông lão trong nháy mắt biến nhỏ lại mà bản thể cũng đã xuất hiện đó là một sinh linh hình người ít nhất thân thể giống hình người chắc hẳn hắn cố ý hóa thành hình người ngay cả thú trào cũng đã biến thành nắm đấm ánh sáng hắc ám sụp sôi đánh về phía ông lão tiên vực đồng thời xung kích vết lưu quang kia ông lão tiên vực hét lớn một tiếng thể phát óng ánh bùng phát tiên lực vô lượng chém giết kịch liệt với hắn phịch vệt lưu quang bỏ chạy kia nổ tung bị đánh nổ ngay giữa không trung tiên huyết tản ra cũng không nói làm gì thế nhưng sợi máu hắc ám kia cũng đang tung toe thu bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim Truy cập kênh youtube gì các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Nhưng lúc này, bên trên lòng mạch trở xuất hiện một ông lão dầu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, là một lão thần tiên chân chính. Trong tay lão cầm một chiếc ngọc đỉnh thu lấy máu hắc ám nổ tung giữa trời kia. Trong đó, có một ít tờ máu hắc ám tiến vào trong ngọc đỉnh và bị phong ấn lại, tiếp đó lão xoay người rời đi. Việc đã tới nước này ông lão với làn da vàng óng cũng không chém giết làm gì nữa nên lùi về sau máu huyết của hạt giống hắc ám mà lão cần đã tới tay nên nhanh chóng thối lui đó là lão tiên y tiền bối phía bên long mạch trượt có người kinh ngạc thốt lên nhận ra thân phận của ông lão tay cầm ngọc đỉnh kia lão chuẩn bị trở về tiên vực đang được tiếp dẫn đi về hừ tốn nhiều sức lực như vậy là muốn lấy một chút máu hắc ám thôi à cho ngươi thì có sao đâu các ngươi cũng không nghiên cứu ra gì đâu trong hắc ám trượt có sinh linh cười khẩy đại chiến kết thúc huyết dịch trên người hạt giống hắc ám lại đáng giá để tiên vực sóng trống khua trên cấp đoạt như vậy ư? Ừ. Sinh vật hắc ám bên trong chiến trường cũng không có truy kích, khi nhìn thấy lão tiên y tiên vào cánh cửa ánh sáng thì hắn từ bỏ và biến mất trong hắc ám. "Tiên bối, máu đó rất hữu dụng à?" Đại thống lĩnh tiến lên hỏi. "Có tác dụng rất lớn, đây là máu bản nguyên hắc ám, máu bên trong cơ thể của hạt sống hắc ám được tuyển chọn rất đặc thù, nếu như có thể nghiên cứu triệt để thì có thể xoay chuyển chiến cuộc." Ông lão da bọc xương nói. Thạch Hạo đứng xa xa nhíu mày bởi vì có một giọt khi vệt máu đen kia nổ tung đã rơi lên trên vạt áo hắn trên thực tế những giọt máu sau khi bị nổ tung đều bay về phía các châu và có rất nhiều sinh vật hắc ám đang tranh đoạt khiến cho bạo động càng lớn hơn mà trong hắc ám nhân vật mạnh mẽ kia cũng không có xuất thủ không thèm để ý tới hắn chỉ quan tâm tới cao thủ của tiên vực và không muốn bị tiên vực mang máu hắc ám đi mà thôi giọt máu này rất nhỏ vì sao lại mang tới cảm giác vô cùng xấu cho ta thế này thạch hạo nhíu chặt lông mày hắn chém bay vạt áo kia và thu vào trong pháp khí không gian rồi lùi về sau không được lẽ lão ta sắp hắc ám hóa hắn kinh hãi tuy rằng không có dính phải giọt máu kia thế nhưng hắn cảm thấy không ổn thân thể đang phát ra ánh sáng đen nhàn nhạt, nhạt thân thể của hắn xuất hiện điểm dị thường bất chợt nặng nề ánh đen nhấp nháy đây chính là dấu hiệu của hắc ám hóa ư thạch hạo tập trung tinh thần cao độ hắn cũng không có tiếp xúc với máu đen thế mà lại vô thanh vô tức chúng chiêu ư giọt máu kia hắn nhanh chóng lui về xa rời khỏi khu vực này trong lòng suy đoán thứ này có phải có quan hệ với hạt sống hắc ám kia có lẽ vật chất không rõ kia chính là thứ duy nhất có thể ảnh hưởng tới hắn thạch hạo rời khỏi chiến trường nhanh chóng vượt qua hư không và biến mất từ đó hai ngày sau bên trong một thung lũng trọt có ánh đen nhấp nháy đồng thời phát sinh từng tiếng gầm nhẹ thạch hạo đang bế quan và vận chuyển huyền công hòng thử nghiệm tiêu diệt vật chất hắc ám hắn là nguyên nhân từ giọt máu kia sau đó không lâu thì hắn xuất quan, trên người đã khôi phục lại vẻ bình thường. Việc này rất huyền diệu và cũng rất nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa thôi thì hắn đã bị hắc ám ăn mòn rồi. Thạch hạo có chút do dự rồi đứng dậy đào pháp khí không gian dưới sơn cốc lên, bên trong chứa giọt máu kia, và lần nữa mang lên người, hắn sợ pháp khí không gian cũng sẽ bị ăn mòn. Thế nhưng hắn cũng không có mang đi, thứ này rất kỳ lạ, và cũng rất quý giá, hắn muốn mang về để cho chủ cấm khu nhìn thử. Trên đường hắn rất cẩn thận, thời khắc đều chú ý tới biến hóa của bản thân sợ lần nữa bị ăn mòn cũng may là không có biến cố gì xảy ra thạch hạo suy đoán sở dĩ mình thiếu chút bị hắc ám hóa khả năng là do giọt máu này dính lên trên vạt áo từ đó ảnh hưởng tới bản thân thập tự âm dương địa hư không nơi này dạn nứt và xuất hiện hai dòng sông sức mạnh thái âm và thái dương không ngừng vận chuyển vẫn là con đường cũ người khác không cách nào chịu nổi uy năng chẳng vực của cánh cửa sau lưng hắn kia thế nhưng hắn lại có thể kiên trì nổi với hắn đây là một con đường vô cùng an toàn cuối cùng hắn cũng xuống hạ giới tiến vào nơi đã từng là cấm khu sinh mệnh kia người có thể mang thứ này về à máu hắc ám này không hề tầm thường đâu sinh linh cấp hạt sống được dựng dục ra và đây chính là chân huyết hắc ám chủ cấm khu kinh ngạc đây chính là máu huyết thần thánh đối với sinh linh hắc ám nó có ý nghĩa phi phàm sở hữu loại huyết thống này thì có ý nghĩa có thể tiến hóa vô hạn cuối cùng sẽ trở thành bá chủ trong sinh linh hắc ám đây chính là chân huyết hy thế mà sinh linh hắc ám đã phải trải qua việc cúng tế đầy phiền phức và vô cùng gian nan mới có thể sinh ra được. Có thể gặp chứ không thể cầu. Cũng không phải cúng tế mới sinh ra hạt sống hắc ám này, mà là một chiếc dương tạo nên. Thạch hạo nói. Chủ cấm khu nghe thấy vậy, thì chấn động trong lòng, nói. Vậy thì càng không đơn giản, đây là trùng thiên tuyển, chân huyết vô giá. Thạch hạo biết giọt máu này không hề tầm thường nên hắn thỉnh giáo tác dụng là gì, cần phải xử lý ra sao. Người nên cách xa nó một chút, nếu như mang lâu dài trên người thì sẽ ăn mòn luôn ngươi, khiến ngươi rơi vào hắc ám. Chủ cấm khu nhắc nhở. Không hề có tác dụng gì à, vậy thì ta hủy diệt luôn vậy, thạch hạo nói. Rất khó để diệt, nó sinh sôi liên tục, trừ phi ngươi đạt tới cấp độ tiên đạo và không ngừng dùng tiên huyết cùng tiên khí để gột rửa. Chủ cấm khu nói. Thạch hạo lắc đầu, nói, vốn tưởng rằng nó có chút tác dụng gì đó chớ, xem ra chẳng chút giá trị gì cả, giờ nhìn lại, thứ này thật sự không nên mang về làm gì cả. Thạch Hạo có chút hối hận, vạn nhất ô nhiễm hạ giới thì làm sao giờ, một khi vật chất hắc ám khuếch tán, thì hắn sẽ trở thành tội nhân của tám vực. Có ta ở đây thì ngược lại ngươi cũng không cần lo lắng chân huyết sẽ khuếch tán ra ngoài, ta đang nghĩ, có thể nó sẽ có tác dụng lớn đó. Chủ cấm khu nói, nó có chỗ tác dụng gì ạ? Thạch Hạo nhịn không được hỏi. Ngươi có thể tắm rửa máu hắc ám để cho bị ăn mòn hoàn toàn. Chủ cấm khu nói, cái gì? Thạch Hạo rút lui để cảnh giác, dù như thế nào, thì hắn cũng không thể từ bỏ nguyên thần hiện tại được làm như thế thì thân thể sẽ bất diệt nhưng con người lại thay đổi trên thực tế hắn cũng không phải tin tưởng trăm phần trăm chủ cấm khu bởi vì mỗi người đều có bí mật riêng của chính mình huống chi lại là đại nhân vật bực này đừng nóng vội nghe ta nói cái đã vật chất hắc ám rất là đáng sợ thế nhưng cứ khư khư phong tỏa thì cũng không phải là biện pháp tốt sớm muộn gì rồi cũng sẽ phải tiếp xúc thôi nếu như có thể miễn dịch nó thậm chí lợi dụng sức mạnh của nó thì thật sự không cần lo lắng gì nữa. Cấm khu nói. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy lần này tiên vực chắc chắn sẽ thua, dù cho có thể thắng thì cũng sẽ có đại nguy cơ. Ngay sau thế gian này sẽ có náo động đáng sợ nhất từ trước tới nay, vượt qua tất cả niên đại, tất cả kỳ nguyên, đây chính là lần tính sổ lớn kinh khủng nhất. Vật chất hắc ám có thể là mối họa lớn, nhưng cũng có thể có một ngày sẽ tầm bổ thân thể, từ sống thành chết, xem thử có thể sử dụng nó hay không. Chủ cấm khu nói vài lời như vậy khiến Thạch Hạo suy nghĩ rất nhiều. Ngài có thể giúp ta thích ứng vật chất hắc ám này?" Thạch Hạo hỏi. Một khi nhiễm thứ này thì sẽ không thể nào quay đầu được nữa, rơi vào hắc ám lãng quên chính mình thì cần gì phải bàn tới tương lai, đời này xem như bỏ. Nếu không, vì sao tiên vực lại phong tỏa chặt chẽ, ngay cả người của mình đi chinh phạt sinh linh hắc ám thì đều không thể quay trở về được, vĩnh viễn bị vứt bỏ, bị trục xuất. Dám muốn những thứ người khác không dám muốn dám nghĩ những thứ người khác không dám nghĩ đây có thể là một cơ hội chủ cấm khu nói việc này quá mạo hiểm đó thạch hạo lắc đầu người ngay cả chết tiên chú cũng đã trúng thế nhưng vẫn còn sống sót vẫn chưa bị phế bỏ nếu như người có thể ngăn chặn được vật chất hắc ám vậy thì sẽ sống sót trong lần tính sổ lớn kia chủ cấm khu trịnh trọng nói thạch hạo nghe thế thì lộ vẻ nghiêm túc không nói gì mà chỉ cam chú suy nghĩ có phải người cảm thấy bản thân đã đủ kinh diễm rồi thế nhưng ta có thể nói cho người biết lần tính sổ lớn chân chính ngày xưa bất luận sinh linh nào nhảy ra cũng đều có thể quấy phá cho long trời lở đất giết chết vạn tộc ngươi có tin hay không bởi vì đám nhân vậy kia đều từng xưng bá bên trong sông dài năm tháng quan sát sự bồng bềnh của kỳ nguyên lời nói của cấm khu rất rõ ràng muốn đột phá phòng vây thành công quật khởi trong niên đại đang diễn ra loạn chiến và tiếp tục sống sót vậy phải có năng lực vượt xa tưởng tượng của thế nhân đánh vỡ hàng loạt ghi chép cấm kỵ thạch hạo nghe thấy rất có đạo lý thế nhưng vẫn cảm thấy vị chủ cấm khu này rất điên cuồng, cơ bản không hề xem tính mạng của hắn quan trọng gì cả. Thành công, người có thể cao cao tại thượng, còn vững chắc hơn cả thiên địa, vĩnh hằng trường tồn, vạn cổ bất diệt, nếu thất bại, cũng chỉ là chết sớm hơn một chút, nếu không cũng sẽ chết trong thời kỳ đầu của cuộc tính sổ mà thôi, không thể là sinh linh cười cuối cùng được. Chủ cấm khu nói rất trực tiếp. Ngài là người điên mà, Thạch Hạo nói, nhưng sau cùng vẫn đồng ý. Ban đầu hắn vẫn luôn phản đối thế, nhưng trong lòng không ngừng so sánh vì để trở nên mạnh mẽ mà hắn đã không tiếc mạo hiểm dù cho là cửu tử nhất sinh rất tốt trước mắt một giọt chân huyết hắc ám đã đủ cho ngươi dùng rồi ngày sau cần phải chuyển loại huyết này vào toàn bộ thân thể ngươi luôn chủ cấm khu nói việc này khiến thạch hạo biến sắc mặt người đàn ông trung niên áo trắng này nhìn rất tuấn lãng thế nhưng làm việc lại rất kinh khủng ta sẽ nghĩ biện pháp để bồi dưỡng càng nhiều chân huyết hắc ám càng tốt bắt đầu từ bây giờ ngươi chuẩn bị hắc ám hóa đi hắn nói thạch hạo suy nghĩ một chút nói không được ta không thể đánh bạc như vậy được phải làm từng bước một hắn quyết định dùng huyết nhục của mình đắp nặn ra một bộ thể phách khác dù gì tới cảnh giới như hắn thì có thể đoạn chi sống lại muốn tạo nên một bộ thể xác thì không thành vấn đề cũng được đắp nặn một thân thể hắc ám dùng thứ này để chém giết với ngươi chiến đấu cùng mình chỗ tốt lại càng nhiều hơn chủ cấm khu gật đầu cuối cùng thạch hạo rời đi giao mọi phiền phức lại cho chủ cấm khu hắn nôn nóng trở về thạch thôn để tiến vào hư thần giới gặp điều gia cùng tinh bích đại gia hai vị lão gia ơi các ông không nhớ ra gì hết à cái dương gỗ mục này là thứ gì thế có lai lịch ra sao thạch hạo hỏi bởi vì lần này hắn đã nhìn thấy được một chiếc dương rất tương tự với cổ khí khởi nguyên bên trong mai táng địa cho nên càng cảm thấy chiếc dương gỗ mục mình đang nắm giữ càng thần bí hơn hắn cũng không có hỏi chủ cấm khu bởi vì hắn kiêng kỵ đang đề phòng nên biết dương gỗ mục là thứ mà ngay cả du đà an lan cũng muốn có được nên đã làm lớn chuyện không tức đánh đổi để đoạt lấy chủ cấm khu khi còn sống rất có thể là tồn tại ở cấp bậc kia bây giờ tuy rằng hắn nói mình chỉ là dấu ấn vỡ vụn không cách nào phục sinh được nữa thế nhưng vẫn khiến thạch hạo không dám khinh thường nếu như dương gỗ mục này có điều gì quái lạ hắn lo lắng chủ cấm khu sẽ làm nên phản ứng dị thường gì đó đồng thời hắn cũng muốn nhờ điều ra cùng tinh bích đại ra phân tích xem thử chủ cấm khu này có vô hại hoàn toàn hay không nếu hai lão già này có thể nhớ tới chuyện của ngày xưa thì có thể cho hắn một đáp án thật yên tâm dương gỗ mục tuyệt đối không tầm thường sâu trong nội tâm của chúng ta chợt dâng lên một luồng sao động thế nhưng lại không tài nào nhớ ra được chủ cấm khu tạm thời cứ nên phòng bị trước tiên chớ để hắn biết về dương gỗ mục này đây chính là lời nói của hai ông lão với vẻ mặt đầy nghiêm túc thạch hạo ở lại đây chứ không có chạy lung tung khắp nơi nữa. Hắn một lòng muốn tăng lên tu vi, để bản thân thật sự trở thành ngư dược hóa long. Tình thế nguy cấp, thiên địa không cách nào bình yên được, không còn là thời đại hòa bình nữa. Nếu như hắn là phàm nhân thì không nói, không có lựa chọn nào cả. Thế nhưng thiên phú của hắn thật sự rất mạnh nên có hy vọng để quân khởi. Hắn bắt đầu hắc ám hóa, phía sau chính là đợt tính sổ máu tanh đáng sợ từ trước tới nay, đó chính là sự kêu gọi của tử vong, ép người như muốn nghẹt thở. Bên dưới niên địa này chỉ cần là tu sĩ thì không ai không muốn tự vệ, đều muốn trở nên mạnh mẽ và từ từ thay đổi vận mạng của mình. Thạch Hạo khổ tu để tâm cảm ngộ, không ngừng phỏng đoán con đường đại đạo của bản thân, muốn quật khởi trong thời loạn lạc này, chính là để ngày sau giết ra một thế giới cho bản thân mình. Hắn muốn sống sót bên trong náo loạn hắc ám, hắn phải bảo vệ người thân bên cạnh mình, hắn muốn che chở cho Thạch thôn luôn luôn yên tĩnh và bình an, hắn không muốn nhìn thấy người thân chết thảm hắn không muốn nhìn thấy đại thế héo úa và còn cũng chỉ là đất đai càn cỗi đầy xương khô thế nhưng hắn không biết mình có thể thành công hay không tương lai quá tàn khốc dù cho hắn đã từng thấy được một góc trong tương lai thế nhưng hắn không tin bởi vì bất kỳ tiên đoán nào cũng không thể xem như là thật được không có bất cứ ai có thể xác định chính xác sẽ xảy ra chuyện gì huống hồ kết cục của một góc tương lai mà hắn thấy năm đó cũng không quá tốt đẹp tuy rằng hắn còn sống thế nhưng lại vô cùng thê lương bất lực đau đớn Bất luận đã trôi qua bao nhiêu năm, thì hắn cũng khó lòng quên đi tình cảnh của một góc tương lai tàn khốc đó. Cả thế gian đều tịch diệt, vạn vật tuyệt diệt, tất cả mọi người đều chết trận, chỉ có hắn lẻ loi sống sót. Sau lưng hắn, chính là gốc cây khô của Liễu Thần đã cháy đen, nó không còn lại bất cứ thứ gì nữa. Mỗi lần nghĩ tới trong lòng hắn đều quặn đau, khó có thể kìm nén được, cảm thấy vô cùng buồn bã. Với hắn đó chính là ngọn nguồn của sự sợ hãi duy nhất của kiếp này. Hắn không dám tin cũng không thể tin, vẫn luôn cho rằng sẽ có biện pháp để thay đổi kết cục sau đó thạch hạo cũng từng thỉnh giáo một ít nhân vật lợi hại ví như đại trưởng lão mạnh thiên chính bọn họ cũng không quá để tâm và nói cho hắn biết chuyện không xảy ra thì không tính là kết cục ngoài ra dựa theo phân tích của hắn thì dù cho có xảy ra chuyện như thế thì đó cũng chẳng phải là hình ảnh cuối cùng mà thạch hạo chứng kiến bởi vì cuối cùng gì hắn cũng đạp lên bầu trời đạp trên đỉnh cao thần đạo lần nữa rời đi vậy thì nói rõ sự tình vẫn chưa chấm hết mà chuyện càng khiến thạch hạo khiếp đảm hơn chính là không phải là hình ảnh của kết cục mà đã là như thế rồi vậy tương lai sau này hắn sẽ cần phải trải qua những gì như là một bóng ma thi thoảng sẽ hiện lên trong suy nghĩ của hắn thì làm sao có thể an lòng chứ hắn muốn mình mạnh mẽ thật sự để có thể xoay chuyển tất cả đặc biệt là lên thượng giới lần này và nhìn thấy sinh linh hắc ám nhìn thấy tiên vực xuất binh thì hắn càng phát giác ra được đạo hạnh của mình vẫn chưa đủ ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn nữa thạch hạo hét lớn trong đại hoang âm thanh của hắn xé rách trời cao cũng may nơi đây đủ xa thạch thôn nếu không những gợn sóng đại đạo phát sinh và sẽ gây ra phiền toái lớn ngay nhưng mà hắn nhanh chóng khống chế khiến âm thanh nhằm về phía vực ngoại chúng khuấy động trên bầu trời thạch hạo thở dài một hơi thổ địa của giới này quá mức yếu ớt với hắn không chú ý một chút sẽ có thể gặp phải đại họa sát sinh ngay nơi đây quả nhiên không phải là địa phương thích hợp để tu hành không chỉ có đại đạo thiếu hụt mà vùng đất dưới chân hắn cũng quá dễ sụt lún đại đạo thiếu hụt đây là sự mài rũa đối với ta ta muốn bắt đầu từ bản thân mình lấy thân làm chủ không ngừng đột phá trở nên mạnh mẽ thế nhưng sân bãi chắc chắn ở đâu giờ thạch hạo nhằm về phía biên giới tám vực nói đó có thể giết thẳng tiến vào trong hỗn độn ở đó là báo táp mạnh mẽ hư không bất ổn hơi một chút sẽ phát sinh những khe hở hư không đủ dập tắt tu sĩ hoặc là đó chính là chỗ tu hành thích hợp nhất với hắn thạch hạo nói được làm được xuyên thủng vực bích giết vào trong hỗn độn dùng cơn bão năng lượng cuồng bạo nhất để luyện thể trợ giúp mình tu hành hắn có cổ kinh hắn có bí thuật hắn sở hữu rất nhiều đại pháp tuyệt thế hơn nữa còn đi con đường lấy thân làm trùng hắn thiếu chính là sự gột rửa của năm tháng cùng với việc bình tâm giác ngộ thạch hạo tập trung cao độ thế nhưng cũng không tính là tu luyện hoàn toàn thi thoảng sẽ về lại thạch thôn để tìm người luận bàn mỗi một quãng thời gian trở về thì hắn sẽ kiểm nghiệm thành quả bên trong nhà giam u tối của hư thần giới, chiến đấu với những tồn tại bị phong ấn bên trong các bình xứ, liều mạng với các tượng đá đã bị xích sắt khóa chặt. Đồng thời, đôi khi hắn sẽ tiến về cấm khu sinh mệnh đầy hoang vu kia để tiếp nhận sự dằn vặt của chủ cấm khu, tỉ như là tái phát chết tiên chú. Mà gần đây, thậm chí hắn bắt đầu tiếp xúc với hắc ám, dùng nguy hiểm tới tính mạng để rèn luyện con đường đại đạo của bản thân. Gì mà vạn cổ bất hủ, gì mà vĩnh hằng, tất cả đều đánh hết, ta muốn kiếm chém vạn cổ, đôi nắm đấm chấn áp tương lai cổ kim. Thạch hạo gần nhẹ thề rằng, kiên định với niềm tin của chính mình. Cái gì kiếm chém vạn cổ, chấn áp tương lai cổ kim, tên thúi nhà ngươi quay lại cho ta, tuổi cũng không còn nhỏ đâu, nên cưới vợ rồi đó. Lúc thạch hạo dõng dạc tiếp sứ mạnh cho bản thân thì phía sau có tiếng truyền tới khiến thân thể hắn cứng đờ tựa như chúng định thân pháp vậy. Bốn, hắn vẫn còn hùng hồn nhiệt huyết thế nhưng lại bị người vô tình đánh gãi như thế. Trời đất bao la, mẹ già là uy quyền nhất phía sau chính là mẫu thân của thạch hạo một tay nắm chặt cổ hắn lôi về nói là mẹ già thế nhưng tần di ninh lúc này còn tương đối trẻ tuổi phong nhã hào hoa tuổi tác cũng không quá lớn huống chi nàng lại là tu sĩ có tu vi không kém gần đây nàng rất sợ thạch hạo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó muốn hắn sớm thành gia thất yên ổn gia đình lưu lại dòng dõi bởi vì đứa con trưởng này luôn luôn làm người lo lắng lúc trước đã một mình lên cửu thiên đi biên hoang, sông tiên viện, giết quân địch rồi. Hiện giờ thân thể bị tàn tiên ám hại và đạo hạnh có thể sẽ biến mất.ấy vậy vẫn chẳng biết an phận là gì cả, không có việc gì làm là chạy lên thượng giới ngay. Ta mặc kệ trí hướng của con cao bao nhiêu thế, nhưng con là con trai ta, con phải kết hôn. ngày thường Tần Di Ninh rất dịu dàng, là một người vợ ngoan mẹ hiền. thế nhưng lúc này lại vô cùng nghiêm khắc, hiếm thấy khi nào lại dùng tới tư cách của một người mẹ già như vậy. nàng sợ hãi, lo lắng hy vọng việc hôn nhân sẽ có thể khiến thạch hạo an tâm hơn đôi chút không đi mạo hiểm nữa không cần phải suy nghĩ một mình đi chém giết với sinh linh hắc ám làm gì có một số việc thạch hạo không có nói rõ vì sợ bọn họ lo lắng cho nên tần di ninh không thể nào hiểu được nên chỉ cảm thấy hoàn cảnh sinh hoạt của hiện tại quá đỗi bình yên mà con trai trưởng lại quá xông giáo mẹ mẹ cũng biết rồi mà con chí ở đại đạo muốn nhìn quá khứ vạn cổ có thể quan sát sông dài năm tháng nhìn thử sự bồng bềnh của từng kỷ nguyên một thạch hạo nói ta biết những chuyện này thế nhưng con họ thạch đã tới tuổi thành hôn cần phải lưu lại dòng dõi tiếp theo rồi mẹ già bá đạo nói cháu trai cháu nên suy nghĩ về việc này đi thì hơn làm con làm cái cần phải lý giải cho tâm trạng của ba mẹ lần này lão tộc trưởng thạch vân phong hiền lành cũng lên tiếng tộc trưởng ra ra thạch hạo há miệng trên thực tế cũng không phải chỉ có bọn họ những người khác bên trong thạch thôn đều hy vọng hắn sẽ kết hôn và lưu lại con cháu. Thậm chí, ngay cả đồ nhi Xích Long của hắn cũng đang cười nhạo bắt ép hắn, nói hắn nên kết hôn sớm thì hơn, an tâm ở lại thạch thôn này chứ có ra ngoài gây rắc rối nữa. Kết quả, con rồng này bị Thạch Hạo một cước đá bay đầy thê thảm, biến mất ở phía cuối chân trời. "Mẹ, mẹ cũng biết, con đã gặp công chúa của hoàng triều Trường Sinh ở thượng giới, tiếp xúc qua minh châu của thế gia bất hủ mà vẫn chưa hề vừa mắt một người nào." hiện tại mẹ bắt con chọn vợ thì nhất thời làm sao tìm ra chớ thạch hạo kiếm cớ chẳng phải nơi kia có một người hay sao tần di ninh nhỏ giọng nói thế nhưng rất dứt soát chỉ về phía vân hy đang hái thuốc trong đại hoang kia sư phụ con về lại rồi nè phía chân trời xích long hóa thành một luồng ánh đỏ hừng hực hét lớn tựa như đang cố ý chế nhạo hắn đồng thời nhìn về phía vân hy ngay cửa thôn thì chợt cười lớn đầy xấu xa rồi hô lớn một tiếng sư nương ầm kết quả nó lại bị đánh bay lần này thạch hạo một cước nhanh chóng hóa lớn tựa như vách núi đá văng hắn không biết tới nơi nào nước da của vân hy trắng như ngọc thạch nàng rất là bình tĩnh từ khi nói muốn xuống hạ giới để chăm sóc thạch hạo thì tâm tình đã buông lỏng khí chất vượt khỏi trần gian tựa như trích tiên lạc ở nhân gian vậy thạch hạo không thể từ chối ngay trước mặt vân hy được tuy rằng nàng vừa mới hái thuốc từ trong đại hoang trở về và cũng chưa nghe được những lời kia thế nhưng đây là một cô gái thông minh hơi nhắc tới liền sẽ đoán ra được ngay trên thực tế, lúc nhìn thấy ánh mắt nhu hóa của Tần Di Ninh cùng với hỏi han đầy ân cần những ngày gần đây thì Vân Hy sớm đã nhận ra được rồi. Con nói cho ta biết, sự lựa chọn của con là ai? Tần Di Ninh âm thần hỏi. Thạch Hạo ngẩn ra, đây không phải là vấn đề lựa chọn mà là trong lòng của hắn có một vệt gờ không thể bước qua được. Cuộc đại chiến ở biên hoang vừa kết thúc không lâu, thời gian còn chưa tới nửa năm, đại trưởng lão mạnh thiên chính chết trận. Hỏa Linh Nhi liên đối với tội châu đã bị An Lan chụp đi mất và thất lạc ở dị vực, sống chết không hay biết gì. Ta biết trong lòng con có chấp niệm, nhất thời không thể nào gạt bỏ được. Thế nhưng người cũng đã chết rồi, không cách nào sống lại được đâu. Hết thảy đều phải hướng về phía trước cả, Tần Di Ninh khuyên nhủ. Trong mắt Tần Di Ninh, Hòa Linh Nhi sẽ không thể trở về được, hoặc là nói đã bỏ mạng xứ người, An Lan là người lương thiên ư. Hắn tóm tội châu đi, thì sẽ lưu lại người sống à? Còn nữa, dù cho có kỳ tích đi nữa, dù cho Hoa Linh Nhi còn sống chưa hề chết đi, thì sẽ có tác dụng gì? Hiện giờ, hai giới chia tách, ở giữa lại có lạch trời, không cách nào nối thông. Đại chiến biên hoàng kết thúc và dị vực hoàn toàn mất đi liên hệ với một giới này. Muốn gặp lại thì cần bao lâu chứ, một kỷ nguyên ư. Sống cũng được, chết cũng thôi, một đời này đã xem như là người vô duyên rồi. Tần Di Ninh cũng thường xót, nàng sợ Thạch Hạo không thể bỏ đi những chuyện này nên mới muốn hắn nhanh chóng cưới vợ, lãng quên những phiền muộn trong đời này đi, chém bay những cái đắng này. Chờ thêm chút nữa đi mẹ, Thạch Hạo rời đi hắn không hề quay đầu tiến thẳng vào trong hỗn độn để tu luyện. Bạn đang xem Thế giới Hoàn Mỹ, được thuyết minh tại kênh youtube Di Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Hỏa Linh Nhi là một cô gái tốt, thế nhưng các con hữu duyên nhưng chẳng phận. Tần Di Ninh thở dài phía sau. Nàng bị Thạch Tử Lăng lôi về, hiểu con không ai qua khỏi cha. Thạch Tử Lăng hiểu rõ, hiện nay dù nói gì đi nữa Thạch Hạo cũng sẽ không chọn cách lãng quên hoặc là dùng loại tiếc nối này để thúc giục chính bản thân mình. Mấy năm sau đó Thạch Hạo vẫn luôn khổ tu, đạo hạnh của hắn không ngừng tăng tiến, không ngừng tăng trưởng, nhanh tới mức người khác phải run rẩy kinh ngạc. Nên biết, với độ tuổi như hắn thì trước nay chưa từng thấy qua ai, đã sắp sửa tiến vào đỉnh cao của cảnh giới độ nhất, nếu như có thể bước ra một bước nữa thì sẽ chạm vào lĩnh vực trí tôn. Sinh vật hắc ám không nói làm gì, loại tiến hóa kia, loại trở nên mạnh mẽ đó cơ bản không phải là bình thường, không phải do chính mình tu luyện nên đạo hạnh của thạch hạo là do chính mình tu ra sức chiến đấu kinh người chỉ trong mấy năm hắn đã không ngừng phá quan một đường đột phá tiến tới thực lực càng ngày càng mạnh mẽ ngày hôm đó bên trong hỗn độn trượt vang lên tiếng nổ lớn hắn đã tu luyện vững chắc ở cảnh giới độn nhất đã hoàn toàn viên mãn đang lâm lên đỉnh cao nhất của cảnh giới này loại thành tựu này nếu như chuyển đi đủ khiến thượng giới run lên bần bật bọn họ sẽ không nghĩ tới bên trong sinh linh hạ giới lại có người ở độ tuổi như vậy sắp sửa thành tự trí tôn. Có thể nói, cửu thiên thập địa còn chưa từng thấy qua ai. Huy hoàng tới cực điểm, vang dội cổ kim. Trong một năm sau đó, hắn bắt đầu thử nghiệm đột phá, muốn tiến vào lĩnh vực đình phong nhân đạo kia. Chỉ thiếu chút nữa thôi, vì sao lại không thể đặt chân vào chứ? Thạch hạo nhíu mày, hắn muốn tiến vào cảnh giới trí tôn thế, nhưng lại thất bại, vẫn luôn ở trong độ nhất đại viên mãn chứ không cách nào cất bước lên tiếp được. Hắn trở về lại thạch thôn để rèn luyện, Quyết chiến với sinh vật bị phong ấn trong nhà giam của hư thần giới, thế nhưng hiệu quả không quá rõ rệt, vẫn không cách nào đột phá được. Trong lúc này Tần Di Ninh lại nhắc chuyện xưa, hy vọng hắn có thể lưu lại dòng dõi, không cần tiếc nuối gì cả. Mọi người của Thạch thôn đều muốn như thế, thiên phú của Thạch Hạo rõ như ban ngày nên ai cũng muốn hắn có thể kết hôn sinh con, lưu lại vài huyết thống cho Thạch thôn. Thạch Hạo cười cười, rồi uyển chuyển từ chối, con đường ở hạ giới của hắn tựa như đã tới phần cuối rồi, đã mấy năm trôi qua nên hắn lại muốn lên ba ngàn châu, muốn nhìn xem thử mối họa hắc ám hiện tại ra sao rồi. Đồng thời, hắn cũng muốn tìm thời cơ xem thử có thể đột phá ở thượng giới hay không. Sau khi thạch hạo trở lại ba ngàn châu, thì hắn giật nảy mình, tình hình trận chiến rất tàn khốc, tiên vực xuất binh thế, nhưng đã bị tổn thất, hiện giờ công vực hắc ám đã mở rộng lên rất nhiều lần. Không chỉ có ba ngàn châu bị vật chất hắc ám tàn phá bờ bãi, đã lên tới địa phận của một ngàn hai trăm châu rồi. Ngoài ra, cửu thiên thập địa cũng lần lượt xuất hiện hắc họa hiện giờ không riêng ba ngàn châu mà những đại lục cổ khác cũng như thế đều bốc lên vật chất hắc ám tai nạn khủng khiếp đã giáng lâm tiên vực không thể phái thêm binh tướng được nữa trong lúc này sát phạt không ngừng nghỉ tu sĩ các nơi tử vong thảm trọng trải qua mấy năm vừa rồi máu tanh đầy rẫy hải cốt vô số tất cả đều do sát phạt mà thành thạch hạo càng đi càng lạnh toát người hắn nghe nói đã có chân tiên chết trận loại chiến đấu giằng co như vậy rất đáng sợ khốc liệt phi thường song phương giết ra chân hỏa có sinh linh hắc ám nguyên thủy đầy khủng khiếp xuất hiện thiết huyết vô tình sát khí ngập trời thạch hạo không có tham gia vào trong cuộc chiến này chỉ là trên đường sẽ bất chợt ra tay để ước lượng những sinh vật hắc ám này hắn không muốn đi chém giết lúc này hiện giờ vẫn là thời kỳ ngủ đông của hắn với cảnh giới của hắn thì nếu tham gai cũng chẳng thể thay đổi được gì cả chỉ khi đủ mạnh một chu kiếm có thể bổ ra cả chiến trường hắc ám thì mới có ý nghĩa dọc theo con đường này thạch hạo vẫn đang thử nghiệm đột phá tìm kiếm thời cơ hắn muốn tiến vào cảnh giới trí tôn đáng tiếc vẫn chẳng chút thuận lợi nào cả hắn chưa thể thành công vẫn nghỉ chân ở trong lĩnh vực đỉnh cao của cảnh giới độ nhất thạch hạo rất thất vọng hắn không tài nào hiểu được vì sao lại không thể bước vào cửa ải kia được nếu như để người khác biết được loại ý nghĩ này thì chắc chắn sẽ cứng đờ rồi chửi bới đúng là tham lam mà từ xưa tới nay đời nào có ai chưa tới trăm tuổi đã là trí tôn chứ mà hiện tại hắn bao nhiêu năm tháng tu đạo còn cách quá nhiều dù cho là kinh tài tuyệt diễm của cổ đại những sinh linh từng tu luyện nhanh nhất không ngừng đánh phá kỷ lục kia thì cũng cần phải tới mấy trăm năm như thế cũng đã là kỳ tích rồi mà thạch hạo hiện giờ theo như ánh mắt của tiền nhân để đánh giá thì quá non nớt trẻ tới mức gần như không phải hiện thực có tu vi như vậy đủ để ngạo thế rồi không được ta muốn đột phá cuối cùng Thạch Hạo trở về hạ giới, lần nữa khổ tu và nháy mắt là mấy năm trôi qua. Tổng cộng Thạch Hạo đã hạ giới tu hành được chục năm, cảnh giới độn nhất đại viên mãn, đã đi tới phần cuối của cực hạn, hắn từng nhiều lần dẫn lôi kiếp thử trợ giúp mình phá quan thế, nhưng vẫn vô dụng. Cảnh giới trí tôn không thể lay động. Thậm chí, bởi vì cưỡng ép đột phá mà tới hai lần hắn thiếu chút nữa đã thân tử đạo tiêu, thân thể đã từng tan nát khi ở trong hỗn độn, còn một lần khác là ở trong tinh không, máu thụt hắn be bét, khiến nhiều ngôi sao vĩnh viễn dập tắt. Thạch Hạo đã tới thời kỳ bình cảnh, hắn biết, con đường của chính mình không hề dễ đi chút nào, muốn trong năm tháng tuổi trẻ để tiến vào cảnh giới trí tôn tựa như không thể rồi. Thế nhưng hắn không cam lòng, không hy vọng sẽ mấy trăm năm sau mới đột phá. Hắn muốn đánh phá mọi ghi chép, sáng tạo nên kỳ tích. Thạch Hạo thầm than, cuối cùng hắn bất đắc dĩ đi thỉnh giáo chủ cấm khu. Vốn hắn rất tự phụ, hy vọng chính mình sẽ đánh vỡ giam cầm vào một đường hát vang tiến mạnh, nhưng hiện tại đành phải đi thỉnh giáo người khác. Hắn không hiểu mình vô cùng mạnh mẽ, đạo hạnh tinh tiến, vô địch thiên hạ trong cảnh giới độ nhất thế nhưng lại không cách nào bước ra một bước mang tính then chốt kia. Chủ cấm khu im lặng, đừng nói là kỳ nguyên này mà ngay cả kỳ nguyên tiên cổ cũng chưa hề có trí tôn nào dưới 500 tuổi cả, cần phải dùng năm tháng để đánh bóng, để gột rửa. Người quá nóng vội. Chủ cấm khu chỉ có thể thở dài, hắn không có ý định dùng bản thân để nêu lên ví dụ, bởi vì nếu như so sánh với người trẻ tuổi hơn ba mươi mấy tuổi đang có ý định trở thành trí tôn này thì quá đả kích người. Ta sao không nóng lòng chứ? Ở thượng giới đại chiến không ngừng, ai biết khi nào sẽ bị vật chất hắc ám ăn mòn hoàn toàn chứ? Ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất phải quật khởi. Thạch hạo kiên định nói. Cảnh giới trí tôn, người có biết từ xưa tới nay trên thế gian này chưa hề xuất hiện trí tôn nào dưới 500 tuổi cả, ít nhất là một hai kỷ nguyên gần đây không hề có. Chủ cấm khu nói. Thạch hạo yên lặng, lẽ nào yêu cầu của hắn quá cao ư không hỏi hỏi thật không có ạ chủ cấm khu không nói gì cả người đang sỉ nhục tiền nhân à tại sao lại không có chứ thạch hạo không hiểu hỏi thực ra cũng có người đã tới đỉnh cao nhất của độ nhất thế nhưng cũng giống như người đều dừng lại ở mức độ này và rất khó tinh tiến được mãi cho tới một khoảng thời gian sau mới lên cấp chủ yếu bởi vì muốn trở thành trí tôn cần phải có rất nhiều kinh nghiệm đó không riêng là tích lũy của sức mạnh ngưng tụ của pháp lực mà là mài dũa của tâm linh chủ cấm khu giải thích cụ thể như thế nào ạ thạch hạo có chút lo lắng luôn cảm thấy thời gian không hề chờ đợi hắn thời gian dành cho hắn không được nhiều không thể vọt lên tận trời và đứng ngang hàng với những đại nhân vật kia thì khả năng hắn không có cơ hội nữa muốn vào cảnh giới trí tôn thì cần phải thể ngộ nhân sinh bách thái cần phải sinh hoạt trong hồng trần xô bồ phải không nhường luyện tâm sau cùng chớp mắt tâm được giải thoát công xiềng được mở ra thì ngươi liền đứng ở đỉnh cao nhất của nhân đạo và trở thành trí tôn chủ cấm khu nói cần phải sinh hoạt trong hồng trần bách thái à thạch hạo nhíu chặt lông mày hắn cảm thấy việc này quá phiền phức phải tốn thời gian bao lâu chứ tuy rằng hắn cũng biết việc luyện tâm như thế này là cả một quá trình thế nhưng vẫn cảm thấy thời gian không đủ cho hắn chủ cấm khu nói đạo tu hành có một ít cửa ải lớn rất đặc biệt cần chính là những điều kiện hà khắc để phát động thì mới có thể thông qua cửa ải cuối cùng cảnh giới trí tôn chính là một cảnh cuối cùng của lĩnh vực nhân đạo tất nhiên sẽ khó vượt qua rồi vì sao sinh linh hắc ám kia lại có thể bỏ qua việc luyện tâm chỉ cần tích góp đầy đủ sức mạnh huyết dịch đủ tinh khiết thì có thể đột phá thạch hạo nhắc tới loại sinh vật kia mấy năm qua hắn vẫn luôn cẩn thận tiếp xúc với máu hắc ám kia thế nhưng vẫn chưa thật hoàn toàn dùng thứ máu này để gột rửa đồng thời hắn cũng tạo nên một bộ thân thể khác chậm rãi thích ứng với máu hắc ám chứ chưa có dung hợp trực tiếp những sinh vật kia chỉ mạnh về sức mạnh là nô binh không thể có thành tựu gì khác được thứ được gọi là tiến quân và cảnh giới trí tôn cũng chỉ là về sức mạnh mà thôi hoa trong gương trăng trong nước không thể xem là thật được chỉ có hạt giống hắc ám những chủng thiên tuyển đặc biệt tương đối đặc thù kia mới có thể tiến cấp thế nhưng nếu như tra cứu kỹ thì trong việc này sẽ rất khủng khiếp chủ cấm khu nói vài câu như thế hiển nhiên có một số việc hắn không có nói hết ta đi luyện tâm vậy thạch hạo rời đi khi thì ở hạ giới lúc thì lại lên ba ngàn trâu tất cả đều có bóng hình của hắn trong 10 năm sau đó hắn không ngừng hóa thân ở Hồng Trần, từng làm thầy giáo, từng làm người hái dâu, từng làm chủ chăn nuôi, cũng từng đi ăn xin. Thạch Hạo trải qua cuộc sống xô bồ ở Hồng Trần, dấn thân vào trong từng lĩnh vực một để trải nghiệm nhân sinh bách thái. 10 năm sau, hắn trở về. Đáng tiếc hắn vẫn thất bại, vẫn không thể tiến cấp được. Lại luyện tâm. Thạch Hạo, suy tư những chuyện đã qua tầm vài tháng rồi lại lần nữa lên đường, không còn tu hành nữa, mà đi tới đâu, sẽ quan sát tới đó du lịch khắp các danh sơn đại xuyên. Trong lúc này, tuy rằng hắn rất muốn tu luyện thế nhưng đã bỏ xuống tất cả, không có để tâm tới nó nữa, cứ bồng bềnh theo hồng trần, theo sóng cuốn đi. Đáng tiếc, lại 10 năm sau khi hắn trở về vẫn không thể trở thành trí tôn được. Thạch hạo thở dài, hắn không thể bình tĩnh được nữa nên lại đi gặp chủ cấm khu. Người đang có chấp niệm hơn nữa còn quá sâu, luôn muốn trở thành trí tôn, khát vọng đột phá cho bằng được, càng như thế thì càng không thể thành công. Chủ cấm khu lắc đầu. Thạch Hạo im lặng, hắn luôn muốn trở thành trí tôn, nhanh nhanh vọt tận trời xanh, việc này làm sao có thể bỏ được chứ? Hơn nữa, chấp niệm của ngươi không ít, muốn đi dị vực cứu người, muốn sửa sang lại cuộc chiến. Những chấp niệm này quá sâu, cự ải, như vậy ngươi làm sao vượt qua được chứ? Không qua được thì cũng phải qua, Thạch Hạo cắn răng. Dưới tình huống này thì ngươi đã xem, như nhập ma rồi. Theo ta thấy, không bằng chặt đứt con đường của chính mình, rời khỏi thế giới tu sĩ và hòa nhập vào trong hồng trần chủ cấm khu nói ra những lời này hơn nữa âm thanh của hắn rất lớn trang nghiêm và thần thánh tựa như đang cảnh tỉnh vây thạch hạo trầm mặc nhưng nội tâm đấu đá hắn nắm chặt nắm đấm thần sắc biến ảo không thôi rất lâu sau hắn mới bình tâm trở lại rồi làm một đại lễ nói đa tạ tiền bối cảnh báo giúp ta tỉnh táo lại thạch hạo rời đi rất chậm từ từ biến mất khỏi nơi này hắn lại trở về hoang vực quay về thạch thôn từ sau ngày hôm đó hắn dần dần buông đi lòng tu hành không nghĩ gì nữa không còn để tâm tới việc này trạng thái như này rất quái lạ hắn tựa như quên đi phương pháp tu hành rất nhiều bí thuật trong lòng như mờ đi vậy lần này không phải hắn cố ý không tu hành mà là tự mình gột rửa sâu trong tận nội tâm bồi hồi giữa mất và được tự giải thoát cho mình cuối cùng là vứt bỏ toàn bộ tạm thời hắn thoát ly khỏi giới tu luyện con trai nhiều năm rồi con còn chưa bỏ xuống được hết à chấp niệm sâu vậy luôn hay sao ta và ba rất hy vọng con có thể kết hôn và sinh con đó tần di ninh lên tiếng lần nữa nhắc chuyện xưa phải vậy hay không thế thì ra chấp niệm của ta nhiều như vậy luôn à về phía phương diện sinh con đẻ cái mà ta cũng không thể thả xuống được lo lắng quá nhiều mà thạch hạo thầm than cuối cùng hắn ngẩn đầu con mắt sáng ở trong suốt tựa như đã nghĩ thông một số chuyện nói con có thể kết hôn vợ chồng thạch tử lăng ngạc nhiên rồi mừng rõ nhiều năm qua bọn họ đã thừa nhận vân hy một thiếu nữ thiên nhân tộc thanh lệ thoát tục từ thượng giới đi theo xuống đây lúc thạch hạo bị phế bỏ thì không hề rời đi dù nửa bước ngày ngày trăm nom thạch hạo thạch thôn đều ngập tràn vẻ mừng rõ sau khi tin tức truyền ra thì đám người lão tộc trưởng thạch vân phong cao hướng tới mức không thể nào nhịn cười được trong thôn tựa như là ngày tết hàng loạt tiếng cười vang chúc tụng hiện giờ có rất nhiều đứa nhỏ đã trưởng thành đã cưới vợ sinh con không ít người trong thôn đều hy vọng thạch hạo sẽ lưu lại dòng dõi và hôm nay đã thành sự thật vân hy nàng đồng ý à thạch hạo lòng của đứa nhỏ kia ta biết chứ, nó sẽ đồng ý thôi. Nếu không khi thân thể con xảy ra vấn đề lớn, thì vẫn không rời không bỏ, mà cùng con hạ giới chớ. Tần Di Ninh đáp. Thạch Hạo im lặng gật đầu. Nói chung, có một số việc đầy bất đắc dĩ, thế nhưng cần phải đưa ra lựa chọn. Hắn nhìn về nơi xa, một kỳ nguyên xa xa xăm như thế ư. Vậy khi thời gian lưu truyền và bóng hình dưới gốc dâu lửa kia còn có hay không? Hắn thầm than một tiếng, hắn tựa như nhìn thấy được những dâu lửa nậu khắp núi rừng. Từng cánh hoa đỏ bay lả tả về phương xa. Vân Hy, những năm gần đây nhẹ như mây, gió khiến người khác sinh cảm giác xuất thế, hiền diệu và nhẹ nhàng đi hái thuốc trong vùng núi sâu, như tiên nữ lạc trốn nhân gian. Nhưng hôm nay, nơi hai gò má xinh đẹp trắng mịn trượt ửng hồng, sắc mặt biến đổi không thể duy trì vẻ bình tĩnh được, tin tức này quá bất ngờ. Tần Di Ninh đến và muốn nàng gà cho Thạch Hạo. Tuy rằng đã cảm nhận được thế nhưng nhiều năm trôi qua và tới hôm nay trượt nhận được tin tức này vẫn khiến nàng ngẩn ngơ tâm chút hoảng loạn, mặc dù có chuẩn bị thế, nhưng vẫn cảm thấy đột ngột. Có nên đồng ý không, đi cùng xuống hạ giới này mục đích chính là chăm sóc hoang, khi tu vi bị phế bỏ, không muốn bỏ rơi, muốn đền bù cho hắn. Nhưng ai nghĩ tới, đạo hạnh của thạch hạo không mất, vẫn mạnh mẽ vô cùng, tới hôm nay còn mạnh hơn trước kia nhiều. Tựa như một tiểu cường không chết, gặp phải tai nạn khủng khiếp như thế, chết tiên chú có thể phế bỏ cả chân tiên thế, nhưng hắn lại có thể chống chọi được, khiến người khó mà tin được nàng không có tự tay chăm sóc thạch hạo và từng có suy nghĩ rời đi thế nhưng lại bị tần di ninh ngăn cản với chỉ đúng một lý do thạch hạo vẫn chưa xóa bỏ được chiếc tiên chú bất cứ lúc nào cũng có thể phát tác hiện giờ tần di ninh lại mạnh dạng muốn nàng gà cho thạch hạo dù thế nào đi nữa đối với nữ tu sĩ thì đạo lữ có ý nghĩa không hề bình thường nàng không cách nào tĩnh tâm được nữa chợt có kích động muốn chạy trốn tần di ninh kéo nàng lại hoặc là nữ nhân sẽ hiểu rõ nữ nhân nất hai bên nhỏ giọng trao đổi với nhau. Vân Hy trượt nghĩ lại những chuyện đã qua, lần đầu tiên nàng ngã lộn nhào với Thạch Hạo, kể tai thì thào, sau này lại trở thành bằng hữu tri kỷ. Cuối cùng, cả hai đồng hành sinh tử, Thạch Hạo ra sức bảo vệ nàng, cùng nhau xuyên qua bình nguyên màu máu và hộ tống nàng về tới thiên nhân tộc. Những hồi ức trong thời gian này làm cho nàng vô cùng quý trọng, khó mà quên được. Chỉ là, những người kia của thiên nhân tộc lại quay lưng, tựa như là cây kiếm cắt rời đi hình ảnh đẹp đẽ này khi biết thạch hạo bị phế trong thân dính phải chết tiên chú thì nàng không chút do dự muốn được ở bên cạnh để chăm sóc chính là muốn bù đắp cho hình ảnh từng bị cắt đứt này chuyện cũ đã qua thế nhưng giờ nhìn lại nàng tự hỏi trái tim của mình và cũng tự có thể xác định được nàng không hề ghét thạch hạo đi bên cạnh hắn đều là những tràn tiếng cười nói không ngừng nàng biết bản thân đã yêu hắn rồi nhưng dù sao năm xưa đã xảy ra chút chuyện hiện giờ thật sự sẽ trở thành đạo lữ với hắn ư vân hy biết thạch hạo một đường hát vang quật khởi ở hạ giới rồi đăng lâm cửu thiên chiến qua biên hoang chắc chắn hắn không chỉ có một vị hồng nhan tri kỷ có thể xóa bay ư thứ được gọi là xóa bay chính là thứ mà ngày sau nàng sẽ phải đối mặt bởi vì tương lai sau này nếu những cô gái kia lại xuất hiện thì làm sao bây giờ nàng nên lựa chọn như thế nào có thể thoải mái vui vẻ hay không mà thạch hạo đã hoàn toàn quên đi những vị hồng nhan kia hay không ít nhất nàng biết được một người tên là hòa linh nhi hiện giờ tuy rằng không biết sống hay chết thế nhưng đã lưu lại vết tích cực sâu trong lòng thạch hạo tâm trạng của vân hy có chút phức tạp có chút mâu thuẫn và cũng có chút mừng vui cuối cùng nàng đáp ứng tần di ninh liền nở nụ cười tươi xa xa cả người xích long đỏ rực lượn lờ ánh đỏ nó đang quẫy đôi lắc đầu gầm thét la lớn trời đất bao la mẹ già là uy quyền nhất rõ ràng là nó đang chế nhạo tên sư phụ bị ổi của mình cố ý khiêu khích thạch hạo bởi vì nó biết cuộc hôn nhân này chính là bắt đầu từ việc thúc giục của Tần Di Ninh. Tuy rằng đạo hạnh của Thạch Hạo cực sâu thế, nhưng khi đối mặt với con rồng này, vẫn không cách nào nhẫn nhịn được. Trên thực tế, hắn cũng không muốn nhẫn nhịn làm gì cả, một cước đá ra, con chân long này, lại bay. Xích long đại nhân ta vẫn sẽ quay trở về, phía cuối trên trời truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ thạch thôn đều trở nên náo nhiệt, răng đèn kết hoa cực kỳ nhộn nhịp náo nhiệt, những đứa nhỏ đã từng những đứa bé tới từ biên hoang giờ đều đã lớn cả rồi thạch hôn đã vượt xa trước kia thực lực mạnh mẽ căn cơ kinh người đời sau của thạch thôn có thiên phú cực tốt mà đám nhóc tới từ biên hoang thì lại càng siêu tuyệt hơn bọn chúng chính là đời sau của bầy vương biên hoang hiện giờ đã lớn và hiển hiện ra dáng dấp của một cao thủ đáng gờm tổng hợp thực lực mà nói thì thạch thôn có thể quét ngang hạ giới rồi chỉ một thôn xóm im lìm trong đại hoang thế nhưng lại có thể khí thôn sơn hà ca ca rốt của ca cũng thành hôn rồi thanh phong cười tươi nói cao hứng phát ra từ tận chân tâm hắn chính là nhân hoàng thạch quốc hiện giờ đời sau lại càng không thiếu chu yếm vào đầu bứt tai đối thủ cũ của nó tiểu hồng điều đời sau của chu tước cũng từ tổ địa hỏa quốc tới đây hoàng kim sư tử với thần sắc phức tạp cùng với hoang xuống hạ giới này được nhiều năm và tận mắt nhìn thấy sự quật khởi đầy nhanh chóng của hắn hiện giờ lại càng bước vào cảnh giới độ nhất tại viên mãn nhất là làm cho nó không tin được chính là Hoang không hề hài lòng, muốn đánh vỡ thần thoại, muốn xông vào cảnh giới trí tôn. 500 năm, một đường chỉ cấm kỵ để trở thành trí tôn, hắn muốn đánh phá ư. Nếu như chưa tới 500 tuổi mà thành trí tôn, chuyện này khiến nó sợ hãi. Ha ha, mấy chục năm liền trở thành trí tôn, thật sự sẽ xuất hiện ư. Ừ. Xem ra, ta cũng phải nhanh nhanh tu hành sớm ngày luyện thành đại vương bá thần quyền thôi. Tám hắc giáo giáo ngó nghiêng lộ vẻ bỉ ổi. Là đại vương bắt thần quyền chứ, đại hồng điều làm vẻ xem thường đầy cao ngạo. Sương cánh phượng hoàng gạt bay rùa đen sang một bên. Đám cửu đầu sư tử, Thiên Thiên quận chúa cũng đều tới, còn có một đám người tỷ như Hạ U Vũ, Tiêu Thiên Tài Hoa xuất chúng của Bổ Thiên các cũng tới. Cho tới ngày hôm nay, Thạch thôn đã không còn sợ bị tiết lộ vị trí nữa rồi, hiện ở hạ giới này còn có ai có thể côn đánh bọn họ chứ? Một đám nhóc trưởng thành khiến cho sức chiến đấu nơi đây tăng mạnh. Dù cho không có đám người Thạch Hạo, thì chỉ cần đám nhóc này lớn lên cũng đủ bình thiên hạ rồi. Quên đi tất cả, Tâm không tạp niệm liền có thể thành trí tôn ư Thạch hạo tự hỏi Thời gian không chờ hắn Thời gian dành cho hắn không nhiều Nếu như không thể nhanh chóng quật khởi Thì tất cả sẽ thành không Vì vậy thạch hạo sầu lo nôn nóng nghĩ tất cả biện pháp Muốn đột phá thật nhanh trên con đường này Nhưng đánh tan chấp niệm trong lòng Thì nhất định sẽ trở thành trí tôn ư Hắn thật sự có thể quên đi mọi thứ Thạch hạo đang tĩnh tâm Lãng quên bí thuật Quên đi đại pháp Tựa như giống phẩm nhân vậy để tâm trạng của mình dần bình ổn lại sau đó không lâu thì tâm của hắn thả lòng tư của hắn suy ngẫm chủ cấm khu nói hắn vẫn chưa đủ nói hắn có chấp niệm quá sâu nên rất dễ tẩu hòa nhập ma vậy thật sự phải chém đi chấp niệm ư hiện tại hắn đang làm đang nỗ lực quên đi tất cả thả bay các ràng buộc bao gồm tình cảm để thay đổi chính mình hắn cảm thấy mình đang đánh tan chấp niệm đang quên đi bí thuật đại pháp mà những cô gái hắn quen biết trước đây cũng tựa như mờ ảo đi vậy nhưng nơi sâu trong đáy lòng lại đầy chua sót. Đó là Thanh Nghi. Trong giây lát xuất thần thì chợt đáy lòng hiện lên một bóng người, sao có thể quên chứ? Rất nhanh, hắn lại vô tình đánh tan đi hình bóng này, hắn muốn quên sạch, muốn trở thành trí tôn, thời gian không còn nhiều nữa, hắn muốn vỏ tận mây xanh, không thể lãng phí thời gian được. Nếu như có thể cho hắn ngàn năm vạn năm, thì hắn sẽ không lựa chọn như vậy, sẽ không đi con đường này. Đánh tan chấp niệm. Thạch hạo đang làm. Chỉ là trong quá trình này có chút phức tạp rất nguy hiểm hắn đang lãng quên chém đi rất nhiều chấp niệm thế nhưng sâu trong nội tâm lại tựa như gầm rú thạch hạo hiểu rõ có một vài thứ không thể cắt rời được quả nhiên rất nhanh lại xuất hiện bóng hình của cô gái hỏa tộc kia một niệm hiện một niệm tán một niệm lại hiện đánh vỡ đi chấp niệm sẵn có rồi lại vun đắp nên một niệm càng sâu hơn sau đó hoa dâu lửa héo tàn mưa hoa đầy trời và bóng hình đang chờ lợi trong im lặng dưới gốc cây kia lại trở thành một niệm khó mà phá được diệt bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé thạch hạo hét lên một tiếng tiêu diệt toàn bộ chấp niệm hắn kiên quyết bước ra bước kia hắn phải đi về trước mà chớp mắt cuối cùng này hắn đã lập lời thề nếu như không thể thành công không thể bước ra bước kia thì hắn sẽ đi ngược lại con đường cũ đã đi thứ được gọi là đi ngược lại đạo của mình chính là vì có chấp niệm khó tiêu vậy thì không cần thiết phải thế không cần phá hắn muốn một niệm chém vạn đạo con đường kia là mang theo chấp niệm diệt tất cả những ngăn cản chính là dùng chấp niệm để phá tan hết thảy rồi thành tự trí tôn một niệm chém vạn đạo đây chính là lựa chọn cuối cùng của hắn mà hiện tại hắn tựa hồ muốn bước ra bốc muốn làm kia đánh tan hết thảy chấp niệm ánh mắt ôn hòa nhìn về phía thạch thôn đang vui cười kia nhìn về thiếu nữ đang chờ đợi hắn kia ngày hôm đó Thạch Hạo kết hôn, rất nhiều tân khách tới chúc tụng, trong thôn vô cùng náo nhiệt. Mọi người nâng ly cụng chén, tộc trưởng Thạch Vân Phong cao hừng cười lớn, bọn nhỏ cũng đang ha hả giành lượt tới chúc rượu. Tân khách rất nhiều, có tới từ ngoại giới thậm chí có cả đại yêu, thần linh của hải tộc. Còn có cả, con chim kia nữa, hoàng kim sư tử nổi giận, nó nhìn thấy tên khốn lưu lại phân chim trên mũi mình, một con chim năm màu to bằng bàn tay xuất hiện. Một con chim nhỏ đầy kỳ dị, nơi miệng nó ngậm lấy một chiếc đỉnh ngọc trắng vứt xuống thạch thôn, tiếp đó xoay người bỏ chạy. Rất nhiều người không hiểu, không biết vì sao Hoàng Kim Sư Tử lại nổi giận. Chỉ có người của thạch thôn mới hiểu rõ, con chim kia thần kỳ tới cỡ nào, ai cũng kinh ngạc thốt lên. Thạch hạo nhìn chằm chằm chiếc đỉnh nhờ trên mặt đất, hắn nhớ rõ, năm xứ lúc bảy thần hạ giới, và hắn đi nghênh chiến. Trên người có mang một chiếc đỉnh đồng trong thôn đi chiến và kết quả nó bị dạn nứt và lộ ra một chiếc đỉnh màu trắng. Cuối cùng, chiếc đỉnh trắng đó biến mất ở trong hư không không hề ngờ tới ngũ sắc tức hôm nay lại tha nó trở về chiếc đỉnh rất tinh xảo này tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng không ngờ lại xuất hiện với cách thức kỳ lạ như thế hiện giờ nó đã thu nhỏ lại chừng một tấc rất nhỏ nếu như không chú ý thì có thể sẽ bỏ qua trắng bóng như tuyết tựa như được điêu khắc từ tiên cốt tuyệt đối là chiếc đỉnh kia tuy rằng đã thu nhỏ lại thể tích thế nhưng thạch hạo sẽ không nhận nhầm hẳn là chiếc đỉnh đã thất lạ năm xưa kia hôm nay lại được con chim khốn đó tha về lại chạy đi đâu hoàng kim sư tử là kẻ đầu tiên đuổi theo nó lao thẳng lên bầu trời rồi mở cái miệng như chậu máu của mình ra gió cuốn mây tan hút sạch toàn bộ các đám mây trên trời vào miệng nó muốn một hơi nuốt gọn con chim năm màu bằng lòng bàn tay nó tức muốn điên lên lưu lại phân chim trên mũi nó đây chính là sự xỉ nhục to lớn nhất mà cả lời này nó gặp phải nhưng đã chậm con chim nhỏ năm màu lóng lánh kia sở hữu tốc độ kinh người lúc nó bay lên trời cao thì sẽ chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Bỏng mờ liêm miên, nó biến mất ở cuối đường chân trời, cứ thế rời đi xa. Người trở lại cho ta, hoàng kim sư tử hét lớn, bộ lông thú vàng óng dựng thẳng bốc ra ánh vàng tựa như điện giật. Nhưng, nó không cách nào đuổi kịp, đã mất dấu. Nhưng hiện tại không ai quan tâm tới nó cả, đều ngó chừng về chiếc đỉnh nhỏ trên mặt đất kia. Ngay lúc chim năm màu xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, sau khi nó rời đi thì mọi người rời sự chú ý xuống chiếc đỉnh nhỏ này ai cũng biết thứ này không hề tầm thường chỉ cần nhìn liền có thể linh cảm tới vẻ kỳ dị sâu không lường được chính xác tuy rằng chiếc đỉnh nhỏ này trắng tinh và hiện ánh sáng lộng lẫy thánh khiết thế nhưng vẫn khiến người khác sinh cảm giác thần bí đặc biệt là miệng đỉnh lại rất là sâu lắng nó rất nhỏ thế nhưng miệng đỉnh lại rất mờ ảo tựa như có hỗn độn bên trong không tài nào nhìn thấy đáy quá kỳ lạ chỉ cao tầm một tất thế nhưng lại khiến người khác không cách nào nhìn thấy đáy được. Thạch Hạo là người bước lên đầu tiên, hắn cúi người kẹp chắt chiếc đỉnh nhỏ giữa hai ngón tay rồi nhìn chăm chăm. Ồ! Thạch Hạo giật mình lộ vẻ chấn kinh, bởi vì, sau khi hắn mở ra thiên nhãn, thì mới có thể thấy được cảnh tượng mơ hồ bên dưới đáy đỉnh. Tựa như có một ít hoa văn thế, nhưng lại rất mơ hồ. Chiếc đỉnh cao tầm một tấc và khi mở ra cả thiên nhãn cũng không thể nhìn thấy bên dưới đáy là gì. Cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như chẳng phải cách một tấc mà là cả một vùng sao trời, một vùng vũ trụ cổ. Trên thành đỉnh có những vết lồi lõm, chứ không bằng phần, tựa như là thiếu đi mấy miếng vậy á. Thạch hạo quan sát cẩn thận thì kinh ngạc phát hiện, những vệt lồi lõm này đều rất có quy tắc, rất vuông vức, tựa như bị người khác khoét lỗ hình thành nên lỗ hõm. Đương nhiên nó rất cạn, nếu không đã thấy rõ trước sau rồi. Trước đỉnh vốn là như vậy hay là bị người cố tình khoét nên mấy lỗ này là để che giấu san bằng thứ gì thạch hạo cau mày bởi vì những dấu vết mờ ảo kia rất đối xứng chứ không phải lộn xộn gì cả là quà tặng mà chim năm màu tặng ư chất liệu giống với vạn linh đồ thạch hạo ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời thật là chuyện ngoài ý muốn mà con chim nhỏ kỳ quái này xuất hiện và lại tặng cho hắn một niềm vui bất ngờ hiện giờ không cần phải đi xác minh gì cả trên dưới thạch thôn ai cũng biết con chim này quá bất phàm mấy chục năm trôi qua mà nó vẫn như trước chưa hề thay đổi gì cả không cách nào nhìn thấy quan trọng nhất là ai cũng không bắt được nó con chim nhỏ này có thể xuất hành trong hư không hòa làm một thể với thiên địa nếu không ta sớm đã tóm được nó rồi hoàng kim sư tử tức giận nói hôn lễ vẫn tiếp tục đây cũng chỉ là một khúc nhạc đệm sau khi mọi người ở mỹ bàn tán trong giây lát thì ai nấy lần nữa rơi vào bầu không khí sung sướng vui tươi nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái trong tiếng cười đùa rôm rả thì chợt có giọng nói cất lên hết thảy đâu ra đó cô dâu chú dễ cùng nhau đối bái. Mặc dù là tu sĩ thế nhưng cách cử hành hôn lễ không hề khác mấy so với phàm nhân. Thạch thôn từ một thôn làng yếu thế từ từ trở nên lớn mạnh, tập tục vẫn luôn giữ ở mức thuần khiết nhất. Trong lòng Vân Hy khẽ run lên, sẽ đi cùng với Hoang, kết thành đạo lữ. Nàng tựa như đang nằm mơ vậy, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý thế, nhưng lúc này vẫn cảm thấy quá đột ngột, đã từng đối đầu, đã từng là bạn sinh tử. Cuối cùng lại có kết quả đẹp như vậy để bản thân nàng cảm thấy nhân sinh tựa như giấc mộng năm đó thạch hạo đã bảo vệ nàng về tới tận thiên nhân tộc kết quả thiếu chút nữa đã bị hại chết và trở thành từ địch với thiên nhân tộc và lúc đó trong lòng nàng vô cùng khó chịu nàng biết khả năng bọn họ mãi mãi sẽ không cùng trên một con đường càng ngày càng xa cách ấy ra đi phá động phòng thôi một đám nhóc còn ồn ào nói đám nhóc năm xưa đều đã trưởng thành và đây là một nhóm nhóc mới khác nhân khẩu của thạch thôn đang nhanh chóng tăng trưởng sinh sôi không ngừng một đám nhóc ổn áo khiến đám thiếu niên choai choai cũng gia nhập theo trở về ngay đám nhóc con này còn dám ồn ào nữa thì cho đi vào bắc hải nhãn hết đại tráng quát lên ha 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 xa xa tần di ninh cùng thạch tử lăng đều cười tươi đầy cao hứng tựa như chút được gánh nặng con trai trưởng đã kết hôn nên đã hoàn thành được tâm nguyện của bọn họ tốt 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 lão tộc trưởng thạch vân phong gật đầu liên tục nụ cười nở mãi trên môi Tuy rằng tuổi tác càng lúc càng lớn thế nhưng tinh thần càng ngày càng khỏe khoắn, càng ngày càng cường tráng. Tinh lực của lão chưa hề khô cạn, ngược lại thân thể càng cường tráng hơn, hoàn toàn có quan hệ với việc tu luyện, có quan hệ với hoàn cảnh của thạch thôn. Nơi đây trồng thần dừa không hề ít, gì mà hư thiên thần đằng, thiên thần thụ, tất cả tỏa ra tinh khí mịt mờ, thần lực tràn ngập tầm bồ cho nam nữ già trẻ toàn thạch thôn. Đời sau của thạch thôn thiên phú càng ngày càng mạnh, đều có quan hệ rất lớn với chuyện này, bởi vì từ ngay trong bụng mẹ thì bọn chúng đã được tinh hoa của thần dược tầm bổ cả ngày lúc sinh ra đời thì gân cốt làm sao không mạnh mẽ và kinh người chứ động phòng đó chính là một tiểu viện được trận pháp ngăn cách người ngoài không cách nào đi vào được nơi đây tựa như là thế ngoại đào nguyên kỳ hoa dị thảo hòn non bộ khắp nơi cây cối xanh um một đôi đạo lữ từng có quan hệ đầy phức tạp đang ngồi đối diện nhau lúc này cả hai đều lặng thịnh không nói tiếng nào vân hy với làn da trắng miệng hồng hào trong mắt có linh khí nhìn chằm chằm thạch hạo không hề có chút vẻ hồi hộ lo lắng gì của một cô gái trẻ ít nhất trên gương mặt nàng vẫn luôn bình tĩnh chỉ là trong lòng nàng lại rất khó nói trên thực tế tim nàng đập rất nhanh thạch hạo nhìn nàng rất nhiều chuyện xưa chợt hiện lên người cuối cùng đi bên cạnh hắn lại là vân hy hắn có cảm thán có thất vọng có hài lòng và cũng có mất mát tâm tình hết sức phức tạp một bóng hình khác muốn hiện lên trong lòng hắn muốn hiện ra thật rõ ràng việc này làm cho hắn rung động chấp niệm đã từng bị đánh tan chúng lại dục dịch hiện lại ư sức người có hạn thì làm sao có khả năng sẽ tuyệt tình diệt tính chém hết thẻ cảm tình cùng nỗi lòng của bản thân chứ chẳng phải bổ thiên đạo đã từng nói sẽ đưa thanh y xuống hạ giới để đoàn tụ với hắn ư vì sao lại không tới Hỏa linh nhi thì sao nhưng ý nghĩ từng bị chém tan đi trượt lân nữa hiện ra ầm uhm. thạch hạo bỗng chấn động thần lực khuấy động quát lớn một chém cuối cùng đánh đổi ra sao cũng được Vân Hy ngạc nhiên, đêm tân hôn và đạo lữ của nàng đang giác ngộ lại ngồi xếp bằng nhắm mắt nơi đó tựa như bế quan. Một lát sau, nàng nhìn thấy được hàng loạt chấp niệm của thạch hạo từ trong thể nội bay ra và hóa thành từng bóng mơ hồ in dấu trong hư không, tiếp đó là chuyển động quanh hắn. Có cây liễu trái đen, có dâu lửa cắm rễ, có thanh y cùng Nguyệt Thiền Hòa làm một thể, có cuộc đại chiến thê thảm của dị vực biên hoang, có kết thúc bi tráng của đại trưởng lão, có thủy triều điên cuồng của sinh linh hắc ám có lần tính sổ lớn đáng sợ nhất trong lịch sử chấp niệm quá nhiều cuối cùng thạch hạo ép những thứ này ra khỏi thể nội và để chúng tiến vào trong trời cao thạch hạo bế quan ngay trong đêm tân hôn của mình hắn yên lặng tựa như hóa đá tựa như lắng nghe tiếng tụng kinh của thiên địa ầm một tháng sau toàn bộ tiểu viện đã trở thành cấm địa không một ai có thể đặt chân vào mọi người nhìn thấy được nơi đó có quy tắc đại đạo chí cường lượn lờ vây thạch hạo ở trung tâm hắn tựa như là phượng hoàng niết bàn quy tắc đại đạo trên người ngang ngửa với linh vũ chân hoàng tân sinh ban tặng sức mạnh cho hắn giúp hắn mạnh mẽ lên tới đỉnh cao khí tức của trí tôn muốn tấn cấp trí tôn rồi tất cả mọi người đều giật mình hắn đã làm được quá nguy hiểm nếu như hắn không có bố trí trận pháp để ngăn cách bên ngoài với tiểu viện vậy thì thạch thôn nguy hiểm rồi có người sợ hãi nói hắn đang khắc chế chứ không có bùng phát nếu không chúng ta đã nguy rồi tất cả mọi người đều rút khỏi thôn và dành khu vực đó cho hắn lão tộc trưởng thạch vân phong dặn dò bọn họ quyết định để thạch thôn thành khu vực bức đệm bởi vì toàn bộ thôn đã hóa thành một đại trận đang kích hoạt là do liễu thần nam xưa bố trí ồ quy tắc kia tựa như là dây xích trật tự của linh vũ chân hoàng đang có rút lại và tiến vào thể nội của hắn dường như đang kết kén mọi người nhìn thấy được thạch hạo được một lớp linh vũ bao bọc hóa thành một chiếc kén tựa như lần nữa niết bàn được ấp nở và bắt đầu tân sinh khí tức của trí tôn hắn thật sự sắp bước lên con đường kia rồi hoàng kim sư tử kinh hãi khí tức của thạch hạo đang nội liễm nếu như bùng phát nếu như tràn ngập ra khỏi đại trận thì thiên địa sẽ bị lật úp việc này quá nguy hiểm với thạch thôn với toàn bộ đại hoang thậm chí là toàn bộ hoang vực việc này quá khủng khiếp cũng may là nó không tiết ra ngoài mà tinh khí đang nội liễm thạch hạo đang đạp lên con đường trí tôn nếu như thành công sẽ đánh vỡ thần thoại vạn cổ trở thành trí tôn nhân đạo trẻ tuổi nhất trong lịch sử cùng một ngày cũng trong lúc này thượng giới đang phát sinh biến đổi to lớn và lan tràn tới cửu thiên thập địa. Các đại lục cổ đang từ từ di động, chúng từng là một thể thống nhất. Ở thời kỳ tiên cổ, vì cuộc đại chiến nên cổ giới hoàn chỉnh bị đánh cho phế nất và phân thành cửu thiên thập địa. Hiện giờ, sức mạnh thần bí hiện lên và dẫn dắt chúng lại với nhau, tựa như muốn khép kín lại. Ngoài ra còn có dị biến kinh người hơn nữa đang diễn ra ở thượng giới. Thời đại mạt Pháp muốn tới rồi ư, trời ơi, thiên địa cắn trả, có người sợ hãi hét lớn hắn tới từ tiên vực là nhân vật cao tầng thiên địa kịch biến đại sự khiến cổ kim tương lai phải khiếp sợ đang diễn ra là người làm hay là thiên tai là báo hiệu ư rất nhiều người chấn kinh trong lòng thần hồn đều đang run rẩy mơ mơ hồ hồ bồng bồng bềnh bềnh không sinh không diệt thạch hạo đang ở trong một trạng thái kỳ quái khí tức không ngừng nội liễm mà nguyên thần của chính hắn tựa như rơi vào trong tịch diệt dường như muốn tọa hóa trên thực thế hắn vẫn còn đang sống đang tiến hành một loại lột xác kỳ quái nào đó bên ngoài cơ thể hắn là trật tự như cầu vòng quy tắc như dây xích bao quanh lấy hắn hình thành nên một chiếc kén tự trói lấy thân thể con đường trí tôn gian nan và ngập tràn hiểm trở hơi chút sai lầm sẽ sản sinh ra nguy hiểm và không chỉ ảnh hưởng tới cái chết của bản thân mà còn lan với vô số cương thổ khác nếu như không làm được thì tinh nguyệt khô cạn trời đắp quanh đó sẽ sụp đổ đây cũng là chuyện bình thường mà thôi lúc tinh khí thần của bản thân thạch hạo nội liễm thì đã xem như là dấu hiệu báo trước rồi. Đây là con đường an toàn hiếm thấy, đương nhiên cũng chỉ là đối với những sinh linh ngoại giới mà thôi. Bởi vì, nếu như thạch hạo thất bại, thì hắn sẽ hóa đá, khô kiệt cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng, tinh khí thần dồi dào, dù cho bốc cháy cũng sẽ chút vào trong thiên địa hình thành, nên nguồn gốc tinh khí chứ không phải nổ tung. Cũng có thể sẽ hủy diệt luôn đại hoang thế nhưng làm như vậy tinh khí sẽ tiết ra ngoài, sẽ dung chuyển và hậu quả sản sinh sẽ tốt hơn không ít so với việc nổ tung ngay trực tiếp. Bởi vì... Nếu như là vế sau thì thất bại liền mang ý nghĩa thiên địa lật úp, sẽ không biết bao nhiêu vạn dặm nổ tung rồi lan tràn tới các ngôi sao lớn ngoài vực ngoại. Tất cả mọi người của thạch thôn đều căng thẳng, đều nôn nao, trong đó ánh mắt của Hoàng Kim Sư Tử chập trờn sáng tối, nó tới từ dị vực nên làm sao không biết con đường lột xác của trí tôn chứ. Nó từng tận mắt chứng kiến, bao la mênh mông vô tận. Nó từng nhìn thấy có người thất bại, ngồi xếp bằng trong tinh không của vực ngoại và kết quả, từng ngôi sao lớn xung quanh lần lượt nổ tung, pháp tướng thiên địa nuốt chừng cả tròm dao. Nó cũng từng nghe nói qua, có người có tinh khí trong thể nội quá phồn thịnh và tiết ra ngoài một cách nhanh chóng hình thành, nên một tịnh thổ tầm bổ cho cây cỏ vạn linh. Đương nhiên, được gọi là tầm bổ là ám chỉ sau khi đã ổn định lại, giai đoạn ban đầu thì linh khí bị khuấy động khiến cho một ít linh thảo cũng như cường giả bị căng nổ. Nó còn từng nghe nói, có người thất bại trên con đường trí tôn nên máu tưới thiên địa, giấy khô đại dương, thiêu hủy sơn hà, gợi nên lôi kiếp đại đạo, kích diệt sinh linh ngay khu vực đó. Trong ánh mắt của Hoàng Kim Sư Tử có sầu lo, có nôn nóng, cũng có sợ hãi. Nó đã ký với Thạch Hạo một loại khế ước, nếu như Thạch Hạo chết thì nó cũng sẽ chôn cùng, hiện giờ dù cho có đào tàu thì cũng là chuyện vô ích, vẫn phải chết ở chỗ này. Ở giới của ta, nếu như có người xung kích trí tôn thì sẽ có một bất hủ giả tới bảo vệ và quan sát, nếu không rất dễ xảy ra vấn đề lớn. Hoàng Kim Sư Tử lầm bầm, thế nhưng hiện tại phải đi đâu để tìm bất hủ giả để hộ đạo cho thạch hạo đây chứ, nếu như hắn thất bại và chết ở đây, vậy nhất định sẽ xảy ra vấn đề lớn ngay. Đương nhiên, nông nóng qua đi chính là sợ hãi, nó không ngừng chửi rùa trong lòng, mắng to thiên địa quá bất công, thạch hạo mới thu đạo được bao nhiêu năm chứ, tuổi còn nhỏ hơn cả nó nữa. Chí tôn mấy chục tuổi, lời này vừa ra thì ai dám tin chứ, dù cho là ở dị vực thì cũng sẽ bị xem như là chuyện cười. Một đường ranh giới 500 tuổi tựa như là ma chú không thể đánh tan, khó có thể vượt qua. Ít nhất, trong kỷ nguyên mà Hoàng Kim Sư Tử sinh ra này, cơ bản không có một ai có thể trong vòng 500 năm đạt được tới trí tôn, nếu như trước đó nữa thì khả năng sẽ có. Dù sao, đó là thời kỳ huy hoàng của dị vực, và niên đại đó bọn họ đã đánh bại hàn loại địch thủ khắp nơi. Đó chính là giới này, cửu thiên thập địa, trong trận chiến đó đã bị bọn họ san bằng và quét ngang một giới này. Giờ làm sao đây, làm thế nào cho phải đây, chúng ta trợ giúp hắn như thế nào giờ, chu yếm vào đầu bút tai đứng ngồi không yên thế nhưng không hề có biện pháp nào con đường chí tôn ở hạ giới ai đã đi qua nếu như thạch hạo không có trở về và giảng dài nhiều lần thì người của thạch thôn cũng không cách nào biết về bản chất của giới này đại biểu ý nghĩa ra sao xích long thì rõ ràng nhất là chủng tộc trời sinh tuy rằng không có chuyển thừa cấm kỵ của bộ tộc này thế nhưng lại sử dụng qua một ít thứ mang tính phụ trợ nên đã in khác trong huyết dịch của hắn biết rất là sâu chỉ có tự mình giúp mình ai cũng không giúp được sư phụ cả đâu xích long nói có cần đưa cho hắn vài cây thần dược để bồi bổ không? Tam Hắc nói. Ý ngươi là, hầm cho hắn một nồi canh rùa để tầm bổ và từ từ lên cấp. Đại Hồng Điều liếc nhìn nó. Dù sao thì, Đại Hồng Điều còn có đám đời sau của Thạch Thôn cũng không quá lo lắng cho lắm. Bọn họ đã trải qua thời đại của thần thoại Tiểu Thạch, chứng kiến những quỹ tích từ thời thiếu niên của hắn. Những năm gần đây hắn không ngừng phá vỡ hàng loạt thần thoại, đi ra con đường vững vàng cùng rực rỡ nhất cho riêng mình, đã khiến bọn họ tin tưởng tuyệt đối vào hắn ầm ầm đột nhiên thiên địa chấn động thạch thôn lai chuyển bộ lông vàng óng của hoàng kim sư tử dựng đứng đồng thời phát lạnh trái tim của nó đập thình thịt không phải nó lột xác cũng không phải nó muốn bước ra con đường trí tôn thế nhưng trước mắt nó còn lo được lo mất còn sốt sáng hơn cả thạch hạo nếu như thạch hạo chết đi thì nó cũng tiêu theo cho nên nó sẽ sợ hãi sầu lo nhưng nếu như thạch hạo thành công thì mang ý nghĩa đã đánh vỡ ma chú mở ra thần thoại của hoang mạnh hơn hết thảy sinh linh trí tôn của dị vực ở kỷ nguyên này. Và lúc đó, nó đường đường là vô ý sư tử, sẽ không còn cơ hội để thoát ly rời khỏi hoang, công xiềng trên người lại càng vững chắc hơn để giam cầm lấy nó. Lẽ nào nó sẽ vĩnh viễn theo hoang ư, nhưng ở dị vực nó lại là truyền nhân của dòng dõi vô ý sư tử. Thạch thôn chấn động liên tiếp 9 lần, tinh khí như biển từ ngoài vực ngoại được dẫn dắt xuống, có thể thấy được vô số ánh sao hội tụ hóa thành dòng sông và hình thành nên thác nước rủ xuống. Đây là một kỳ cảnh, hết thảy tinh hoa nhật nguyệt trong thiên địa đều tụ tập lại và mãnh liệt cuộn trào hướng về phía thạch hạo rõ ràng là ban ngày thế nhưng tròm sao lại lấp lánh ngàn tỷ dạm tinh không đều hiện ra và trời sao đều có thể thấy rõ ràng dù cho mặt trời cũng không thể lấn át được cảnh tượng như thế này rất cuốn hút và cũng rất bao la tất cả mọi người đều ngây dại lần lượt từng dòng thác nước từ vực ngoại rủ xuống tiến vào trung tâm thạch thôn làm cho thần hồn người người chấn động nhanh 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 đả tọa tìm hiểu pháp môn của chính mình Bế quan tu luyện. Mấy người lên tiếng để bọn họ ngộ pháp ở đây. Đây là một cơ duyên, linh khí nồng nặc, đó chính là tinh hoa thiên địa, trước khi chí tôn thành đạo sẽ ngắt lấy tinh khí bản nguyên nhất của càn khôn, luyện hóa tinh hao vô thượng. Hiện giờ, thác nước ánh sáng nhiều như vậy từ vực ngoại buông xuống, dù cho là một ít cũng đều có lợi cho những người ở thạch thôn này. Đặc biệt là đám thiếu niên, đám nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, sẽ đạt được chỗ tốt càng nhiều hơn nữa tinh hao bản nguyên của thiên địa nhập thể tựa như đang giúp bọn chúng rèn luyện gân cốt thạch thôn được một tầng thánh quang nhu hòa bao trùm dù cho thôn xóm đã rút lui thế nhưng xung quanh vẫn được những gợn sóng trùng kích và tràn ngập là nhẹ nhàng chứ không phải điên cuồng con đường trí tôn trí tôn sẽ rút lấy tinh hoa từ trong thiên địa là một phúc vận to lớn dành cho các sinh linh ở gần đó trời quan tâm thạch thôn mà lão tộc trưởng thạch vân phong kích động nói dù cho lão đã rất lớn tuổi thế nhưng lúc này cũng đang biến hóa nhận được việc tầm bổ kỳ lạ. Bởi vì, da thịt của lão đang săn chắc lại, chứ không còn lòng lẻo, nếp nhăn giảm bớt, một phần mái tóc bạc đã hóa đen nhánh, chuyện này tựa như là kỳ tích vậy. Là sự thể hiện nên có, Hoàng Kim Sư Tử thẫn thở nói. Chỉ có nó là hiểu rõ nhất, bởi vì nó từng tận mắt chứng kiến trí tôn đã được sinh ra như thế nào. Muốn trở thành trí tôn thì đương nhiên phải có hàng loạt các thủ đoạn, rút lấy tinh khí của càn khôn, rút lấy bản nguyên nhất của thiên địa, như vậy mới có thể thành đoạn quả được toàn bộ tinh hoa bản nguyên của càn khôn dù cho là từng tia hay là từng dòng cứ thế lan tràn với những sinh linh khác thì đây là chỗ tốt vô cùng to lớn kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người